ra cùng cầu nguyện. Thiên lạy Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, Cha từ ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa ngài đưa chúng con đến đây được bình an để chúng con nhóm nhau lại học lời của Chúa. Chúng con học giáo lý căn bản của Tin lành Đấng Christ. Bài thứ 12 là sự dâng hiến 1/10. Đó là nộp thuế 1/10 theo luật pháp của ngài. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh ngài mở trí cho chúng con và dạy chúng con luật pháp của ngài. Giúp chúng con hiểu được luật pháp tốt lành của Chúa và có sức lực làm theo luật pháp của ngài. Xin Chúa cai trị và giúp sức cho chúng con để chúng con có thể có sức lực làm theo mệnh lệnh ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp cái bài thứ 12, đó là dâng hiến 1/10. Trong sách Malachi đoạn 3 câu 10 chép: Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Chúng ta định nghĩa xem dâng hiến 1/10 là gì. Thực tế sự nói dâng hiến 1/10 nó không chính xác theo Kinh Thánh. Về thực tế, sự dâng hiến có nghĩa là mình dâng lên một trong sự tôn trọng cho một đấng mình tôn trọng, mình kính sợ. Khi chúng ta sống ở trên đất này thì bất cứ một quốc gia nào đều có luật một quốc gia đó. Mọi người mang quyền công dân sống trên một quốc gia nào đó thì đều phải có nghĩa vụ nộp thuế để xây dựng đất nước của mình. Nếu như một nước mà không có thuế, nước đó không thể bền vững được. Bởi vì các bậc cầm quyền, các chính phủ, lực lượng công an, lực lượng quân đội, cùng tất cả các ngành thuộc về chính phủ đều cần có kinh phí để hoạt động. Họ không có làm ra tiền, mà họ phải sử dụng bằng kinh phí cấp cho họ để họ có thể hoạt động được. Như vậy thì nếu như một quốc gia mà không có luật thuế chắc chắn, quốc gia đó là quốc gia nghèo. Ở Bắc Mỹ thì không có người nào có thể trốn thuế được. Hầu như tất cả mọi người đều được đóng thuế. Thực tế ra khi một người không đóng thuế, người đó trốn thuế thì sự nghèo khổ sẽ đến trên người đó. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán rằng tất cả mọi chính thể, mọi cái bậc cầm quyền đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Vậy thì bất cứ một người nào từ cách trốn thuế của quốc gia mình sống thì sự rủa xả, nghèo thiếu sẽ đến trên kẻ đó. Có rất nhiều người có thể trốn thuế được vài năm, nhưng họ không biết rằng khi họ trốn thuế như vậy có thể trốn được con người nhưng không trốn được mặt Đức Chúa Trời. Và khi họ trốn thuế như vậy thì Đức Chúa Trời giáng sự rủa trên họ, thì họ có thể tiết kiệm được một vài nghìn đô la trong một năm, nhưng mà cái tiền mà rủa xả giáng trên họ như xe cộ hỏng, tai họa, bệnh tật, nhà hư hay là trộm cắp nó còn nhiều gấp nhiều lần hơn cái số tiền mà họ trốn thuế. Thì cái tất cả một cái thuế đó sẽ được nộp cho chính phủ để xây dựng bệnh viện, đường xá, cầu cống, an ninh, quốc phòng, các văn phòng của chính phủ, những người làm trong chính phủ để phục vụ lại. Như vậy thì nguồn thuế đó là cái nguồn chủ yếu để gây dựng quốc gia. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam phải sử dụng kinh phí để mà bảo đảm cái giữ giá để không quá cao như ở nước ngoài, thì phải xuất cái vốn của chính phủ bỏ ra, mà vốn đó đến từ đâu? Đến từ thuế. Hầu hết người Việt Nam chưa đóng thuế đúng, mà chỉ có thu được cái thuế của các cái hãng công nghiệp lớn như dầu mỏ, than đá, hoặc là những cái ngành mà lớn, các công sở công nghiệp lớn người ta đóng thuế rõ ràng. Còn người dân chưa đóng thuế. Cái điều đó điều sai lầm cho chính phủ Việt Nam. Bởi vì đối với lại quốc gia Bắc Mỹ, Canada, Mỹ chẳng hạn đấy, thì dù nghèo hay giàu đều được đóng thuế. Nếu người quá nghèo thì được chính phủ trợ cấp thuế lại, còn người giàu thì phải nộp thuế theo đúng cái lợi tức của mình. Và tất cả như vậy đều được bình đẳng. Và bởi cái đó nên chưa có nước nào giống như Canada là bệnh viện không phải trả tiền. Bất cứ người công dân nào khi đến bệnh viện không phải trả tiền. Điều trị dù phẫu thuật nặng đến đâu chăng nữa không phải trả tiền thuế. Tức không phải trả tiền bệnh viện, không phải trả tiền thuốc, kể cả khám bác sĩ. Là tại vì họ đã làm cái thu thuế cách rất chính xác, rất là tốt. Họ có những cái mẫu mực về cách khai thuế cho người dân, các công sở, nó thành một cái hệ thống rất là vững chắc, rõ ràng, nên không ai có thể trốn thuế được. Và mọi người đều có thể lấy được lại tiền của mình. Ví dụ như đối với tôi thì cái lợi tức của tôi là thấp hơn tất cả mọi người làm công, thì tôi được phép lấy lại tất cả mọi cái tiền thuế tôi cần phải nộp. Ví dụ như là khi tôi mua hàng thì có
giống như thuế lợi tức gia tăng chẳng hạn đấy, thì tôi sẽ không phải trả. Nhưng trong khi tôi mua hàng tôi vẫn trả cái tiền đó rồi, nhưng đến cuối năm chính phủ trả lại cho tôi. Bởi vì cái lợi tức của tôi thấp nên là bảo đảm cho anh không quá thấp, người ta lại trả lại trợ cấp cho anh cái tiền thuế đó. Còn những người cao quá thì họ sẽ trừ đúng thuế. Công nhân khi làm việc thì người ta đã trừ thuế sẵn cho đó rồi, nhưng mà ta không trừ quá nhiều. Rồi cuối cùng khi đến cuối năm người ta sẽ phải khai thuế, thường thì bắt đầu đến cuối tháng 4 là phải nộp thuế, nộp cái bảng thuế thì người ta sẽ báo lại cho người ta biết rằng anh phải nộp bao nhiêu tiền thuế. Anh nộp dư thừa người ta trả lại, anh nộp thiếu người ta sẽ báo phải trả lại cho chính phủ. Chúng ta là công dân của nước đu trời, trong luật pháp đu trời có ghi rõ về thuế công dân Liên Quốc như sau. Lê-vi-kít 27 câu 30 chép: phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Phục truyền luật Đại Ký 14 câu 22-23 chép: mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế 1/10 về hoa lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sanh sản. Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bề chiên hay bò của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Thực tế ra tất cả một người trên thế giới đều ăn trộm của Đức Chúa Trời, bởi vì là người không tạo được vật gì, chỉ có căn cứ theo vật Chúa đã tạo dựng lên từ trước mà nhân giống nó lên, chứ là người không tạo được vật gì. Ví dụ như là cái nhà, đất cũng là của Đức Chúa Trời, xi măng người ta lấy từ đá ra cũng là của Đức Chúa Trời. Khi là người sinh ra trên đất này là trắng hay bàn tay, mọi sự khi là người được sinh ra thì Chúa đã sẵn sẵn trên đất này rồi. Cây cối, hạt giống, trái cây, nước, nắng, gió, không khí, khoáng chất cùng các mỏ đều thuộc về Đức Chúa Trời. Và bởi cái đó nên khi chúng ta tin Chúa thì để chúng ta bày tỏ đức tin của mình rằng Chúa là chủ thể của muôn vật, thì ngoài việc chúng ta thờ phượng Ngài, tôn kính Ngài, làm theo luật pháp Ngài, thì còn phải có việc đóng thuế 1/10 tất cả mọi lợi tức chúng ta có được. Vì đó chính là sự công bố rằng tôi tin rằng mọi vật tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: nếu trên trời chẳng ban cho thì dưới đất này không ai nhận lại được chi. Bởi đó khi chúng ta nộp thuế 1/10 trong tất cả mọi lợi tức đó, điều đó công bố rằng mọi sự tôi có đến từ Đức Chúa Trời ban cho. Vậy thì tôi dâng lại cho Đức Chúa Trời 1/10. Vậy thì đó gọi là thuế 1/10 chứ không phải là dâng hiến 1/10. Nhưng mà khi chúng ta nói dâng hiến thì chúng ta bày tỏ sự vui mừng, tôn trọng và để tạ ơn Đức Chúa Trời về điều mình đã nhận được từ nơi Chúa, thì cái thái độ đó được gọi là dâng hiến. Tất cả những gì mà mình đã nhận được từ nơi Chúa bây giờ mình nộp lại 1/10 cho Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể gọi là dâng hiến nếu ta vui mừng. Chứ thứng ra là phải nộp thuế 1/10. Đức Chúa Trời của chúng ta gọi sự dâng nộp này là thuế, vì tất cả loài người cùng vật trên đất này đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tạo nên muôn vật trên đất này và nhờ đó là người chúng ta được sống. Các vật chúng ta trồng, các con vật chúng ta nuôi đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài cho nó sống thì nó được sống. Bởi cái đó thì chúng ta có tất cả mọi sự đó thì đều thuộc về Đức Chúa Trời. Có nhiều người đã không hiểu điều đó nên là tranh cãi với nhau rất là nhiều. Ví dụ như khi tôi quay lại với Chúa, người vợ cũ của tôi tranh luận với tôi, mức khẩn tức ngầu nguyện cảm tạ Chúa về đồ ăn Chúa ban cho tôi, thì người đó hấm hứa với tôi là tôi nấu cho anh ăn chứ Chúa nào nấu cho anh ăn. Thì tôi nói là nếu như Chúa không cho em hơi thở, em lấy đâu em thở, oxy em có làm được không? Em không làm được. Ai ban cho em ánh nắng, ai em cho ban đêm, ai cho em sự sống, tất cả mọi sự đó đều cho Đức Chúa Trời, Ngài tạo dựng nên cho loài người. Vậy thì chúng ta khi ăn cảm tạ Chúa vì biết rằng đó là nhờ Chúa ban cho mình mới nhận được. Thế bởi cái đó thì khi mà có nhiều người á, khi tin Chúa họ không dâng 1/10 đầy đủ, họ giống như là bố thí, dâng kiểu lén lút, dâng thiếu, dâng trộm, không cho người ta biết mình dâng bao nhiêu cả, là bởi vì họ thấy đó là vô lý, và tại sao tôi phải dâng cái số này? Nhưng họ không biết rằng luật pháp của trời rằng chúng ta có thể giấu được loài người nhưng không thể giấu được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể giấu được ma quỷ là kẻ kiện cáo. Và khi đã có luật rồi mà chúng ta không làm theo luật thì ma quỷ sẽ kiện người đó trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép nếu như một người mà ăn trộm của Đức Chúa Trời mà bị bắt quả tang thì cái đó sẽ phải mất 7 lần hơn cái vật mà người đó đã ăn trộm của Chúa, theo luật của Chúa. Và bởi đó có nhiều người không hiểu, người ta tính toán với Chúa bằng cách là theo luật của Chúa tất cả vật gieo
và bông trái cây cùng tất cả mọi vật do đất sinh sản ra đều phải nộp lại phần 10 cho Đức Chúa Trời. Thì người ta mới nói như là tôi đâu có trồng cây đâu, tôi đi làm ở nhà máy, nhưng mà khi tôi làm về đến nhà rồi tôi làm được 3.000 đô làm trong một tháng, tôi về nhà mất 500 đô tiền thuê nhà rồi, tôi đã mất 100 đô tiền điện, 100 đô tiền ga, tiền sửa lửa. Họ chi tất cả một khoản lại như vậy, còn lại bằng này, cái việc có hơn ngàn đô la thôi. Vậy tôi chỉ nộp phần 10 trong hơn ngàn đô la đó thôi. Và cuộc đời người đó luôn luôn bị rủa xả, là bởi vì người ta trộm của mặt, trước mặt Đức Chúa Trời. Thì Chúa phán này, tất cả vật gieo, tức là giống gốc của mình đấy, vật gieo và bông trái mình gặt được đều phải nộp trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là cái vốn nó phải của Chúa không? Phải. Nếu chúng ta đã biết phải dâng một phần 10 thì tại sao nó không dâng cái của giống đó mà chỉ dâng cái ngọn? Như vậy là nếu chúng ta không dâng cái gốc mà chúng ta chỉ dâng cái ngọn thôi, như vậy chúng ta lấy gốc ở đâu, lấy giống ở đâu để mà trồng? Như vậy chúng ta ăn trộm cái phần gốc. Vậy thì khi chúng ta ăn trộm phần gốc thì phần gốc không được nộp cho Đức Chúa Trời đó thì bị rủa xả. Nên người ta cứ nghèo dần, thiếu dần phải đi vay. Là bởi vì người ta đã không có dâng đúng theo luật pháp Đức Chúa Trời, người ta tính toán cái ngọn. Nên Chúa nói là cả cái vật gieo cũng như là vật trồng rồi vật người thu hoạch, tất cả. Thế thì chúng ta có thể hiểu một vấn đề như thế này. Khi chúng ta mua bảo hiểm, đặc biệt ở Việt Nam thì ít người hiểu, như ở nước ngoài đấy, hầu hết là 100% tất cả mọi người phải mua bảo hiểm nhà. Trong bảo hiểm nhà có bảo hiểm hỏa hoạn, có bảo hiểm động đất, có bảo hiểm thiên tai, có bảo hiểm sự cố bất ngờ, ví dụ như vậy, hoặc cái chiến tranh. Thế nếu chúng ta chỉ ô tôi không sợ, tôi chỉ sợ cháy thôi, thế thì người ta chỉ mua bảo hiểm cháy thôi, hàng năm vẫn phải một khoản tiền để chống cháy. Nhưng khi cái nhà nó không phải là cháy mà là trộm nó vào, nó lấy đồ rồi nó đập phá, không mua bảo hiểm và công tơ bảo hiểm không đẹp, là bởi vì anh chỉ mua chống cháy thôi. Nhưng nếu anh ta mua hoàn toàn tất cả mọi sự xảy ra bất lợi cho nhà của tôi mua tất, thì bất cứ điều gì xảy ra, trộm vào hay là tai nạn xe hơn đụng vào nhà mình, hay là động đất nứt ra, hay một cái điều gì gió bão cuốn xe cuốn nhà của mình đi, bảo hiểm đầy hết. Như vậy thì bất cứ cái điều gì mà mình đăng ký trong sự bảo hiểm đó thì đều được bảo hiểm. Như vậy khi một người tôi chỉ dâng cho Chúa cái phần tôi nhận thôi, còn cái phần tôi gieo là của tôi. Người ta tính như vậy là bởi sao? Nói bây giờ là tôi bỏ tiền ra là 1 triệu để tôi đầu tư vốn của tôi. Tôi được lợi ra 1,5 triệu. Như vậy tôi chỉ nộp một phần 10 của 1,5 triệu thôi, còn 1 triệu này tôi không nộp. Và như vậy vì phần này không nộp, nên cái phần này khi mà bị hụt đi đó, không được bảo đảm nữa, và cứ hụt dần và mất. Bởi vì người ta cho rằng cái đó là của họ, không phải của Chúa. Nhưng cái thế này tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Vậy thì khi mình nộp một phần 10 là nộp tất cả những gì mà mình đã có được, mà mình trồng nó, mình gieo nó, hoặc là mình làm thương mại, nó cái vốn mình đầu tư nó được quay vòng, thì tất cả mọi sự đó đều là của Đức Chúa Trời và tôi chỉ là người quản gia thôi. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta được hưởng 9/10, còn ngài hưởng 1/10 mà thôi. Vậy thì chúng ta hiểu rõ luật đó, chúng ta dâng tất cả mọi sự, và khi dâng mọi sự một lần thôi thì lần sau chúng ta không cần phải dâng giống như là ban đầu nữa. Tại vì sao? Ví dụ tôi có vốn xoay vòng là 10 triệu, đến cuối tháng tôi nhận là 15 triệu, như vậy là 10 triệu và 15 triệu cộng lại là 25 triệu. Thì tôi nộp 1/10 trong 25 triệu đó, và tháng nào tôi nộp 1/10 trong 25 triệu đó. Như vậy là cái số vốn của mình luôn luôn được Đức Chúa Trời bảo hiểm cho, chúc phước cho, cứ luôn quay vòng hoài. Chị hiểu không nào? Cái vốn được luôn luôn được quay vòng như vậy, chúc ban phước cho. Như vậy thì người ta cảm thấy đấy, tôi chỉ nộp có 1/10 của cái toàn bộ số vốn này thôi. Chứ nếu mà ta tách riêng ra như vậy đó, thì người ta ăn cắp của Chúa mất 1/10 của cái số vốn này rồi. Và bởi số vốn không được chúc phước, vì anh ăn trộm và bị hụt dần và cũng anh nợ. Để vì người ta tính toán với Chúa, để vì người ta hiểu sai về Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói tất cả mọi sự đều thuộc về ta, các con chiên con bò đều thuộc về ta, vì ngươi đã sử dụng của ta để nuôi sống ngươi, vậy thì ngươi phải nộp 1/10 là tất cả điều gì đó. Chúng ta sao về phần 10 đó để dùng vào công việc gì? Như trước chúng ta đang định nghĩa về dâng 1/10 có ý nghĩa gì. Có nghĩa đó là theo mạng lệnh của Chúa là tất cả phải nộp thuế 1/10 cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta công bố là chúng ta là công dân của nước Đức Chúa Trời. Và thứ hai là 1/10 đó được dùng vào công việc gì? Các chính phủ trên thế giới này đều phải nhờ các khoản thuế để họ tồn tại. Nếu như một cái nước phát triển mạnh thì chính phủ sẽ mạnh, quân đội sẽ mạnh,
kinh tế sẽ mạnh, ngành y tế, rồi đường xá, cầu cống sẽ mạnh lên bởi vì nhiều thuế. Nhưng nếu một quốc gia mà chỉ có sống về những cái đơn giản như là trồng lúa không thôi, thì cái số thuế không có bao nhiêu cả, thì họ không thể phát triển quốc gia lớn được. Và cái đó thì chúng ta thấy này, tất cả mọi cái sự thuế đều dùng vào sắm sửa mọi sự cho chi phí cho chính phủ, từ văn phòng, bệnh viện, đường xá, cầu cống, giao thông, đường thủy, đường bộ, quân đội, an ninh, quốc phòng. Tất cả đều liên quan đến thuế hết. Không có thuế, tất cả mọi sự đó sẽ sụp đổ. Bởi vì quân đội không thể làm ra tiền, an ninh không thể làm ra tiền, bệnh viện không làm ra tiền. Như vậy thì họ phải sử dụng cái điều gì? Thuế của công dân. Công việc của nước Đức Trời trên đất này phát triển hội thánh của nước Đức Trời. Vì thực tế ra, tất cả mọi thuế phần 10 đó đều dâng vào đền thờ của nước Đức Trời. Ngày hôm nay người ta gọi là các mục sư, các giáo sĩ, các thầy giáo, những người giảng tin lành, những người đi truyền giáo, rồi các chấp sự, những người làm công việc trong hội thánh. Thì trong quá khứ người ta gọi là người Lê-vi và các thầy tế lễ. Họ là những người chỉ chuyên lo công việc của đền tạm, chuyên lo về luật pháp cho dân Israel, cho dân Juda và dân của tế lễ cho dân sự. Vì bởi vì trong khi dân sự làm tất cả mọi việc đó, chúng ta có thể ví như thế này: trong cuộc sống hàng ngày của công dân trên đất nước bất kỳ, thì họ có thể họ bị bệnh, họ cần bệnh viện để điều trị, họ cần có quân đội để bảo vệ, họ cần các đài phát thanh truyền hình để đưa tin tức, thông báo tin tức. Họ cần có rất nhiều, ví dụ như là chính quyền địa phương, từ tổ, phường, đến xã, đến huyện, đến tỉnh. Vì tất cả điều đó là an ninh, phục vụ là chính họ. Nếu họ không nộp thuế thì tất cả các khoản đó sẽ không có nữa, và không có một chính thể nào cả. Và khi không có chính thể nào cả thì họ sẽ không thể sống được, bởi vì sẽ trộm cướp sẽ xảy ra. Thì cũng có thể như vậy, khi dân sự của Chúa nộp một phần mười vào như vậy đó, thì Kinh Thánh chép rõ ràng đó là sử dụng cho những người giảng tin lành, những người phục vụ hội thánh, những người nghiên cứu Kinh Thánh, những người tìm ra những các thật của Đức Trời để giảng lại cho dân sự, hầu cho dân sự nhận biết được con đường mình phải đi, hầu cho mình làm được thành công và thịnh vượng. Trong thời cựu ước, dân sự của Đức Trời được phép dùng thổ sản này, súc vật này, hoặc vàng hoặc bạc mà họ làm được trong một mùa, để đến kỳ đó sau khi thu hoạch mùa, thế vậy họ mang lên trên đền thờ Đức Trời. Thì họ tính theo cách một phần mười của Chúa là cứ mở chuồng chiên ra, cứ 9 con đi sang bên kia thì con thứ 10 sang bên này, cứ 9 con sang bên kia con thứ 10 sang bên này, họ chia ra như vậy. Thì cái một phần mười nó tính ra bên này thì thuộc về đền thờ. Thì ai có lúa thì nộp lúa theo cách của đó, ai có trái cây thì nộp theo cách của trái cây. Còn nếu ở xa quá thì họ sẽ quy ra thành tiền, đổi ra bạc hoặc là vàng, họ bán lên đền thờ, họ nộp theo đúng cái một phần mười đó. Thì cái một phần được vào kho như vậy để dùng cho ai? Cho các thầy tế lễ, những người Lê-vi, hoặc là khách của cái chi phái đó. Ví dụ như là nếu như hội thánh của Chúa thì các tôi tớ của Chúa đi công tác, họ đến để thăm viếng hội thánh, họ đi giảng cho hội thánh, thì chúng ta sẽ phải đãi những người đó. Nếu chúng ta có nhà riêng tiếp đón họ, như ở nước ngoài thì không thể tiếp đón ở nhà riêng được, phải có khách sạn cho họ và hotel thuê để cho các đệ tử Chúa đến giảng, thậm chí phải trả tiền vé bay cho các đệ tử Chúa đến nữa, nó thành lớn chi phí cho suốt thời gian họ ở đó. Phần còn lại đó là trong hội thánh có những người mà tín đồ trong hội thánh, nhưng rồi họ lớn tuổi, họ qua đời, thì con cái họ bị mồ côi, hội thánh sẽ phải cưu mang những đứa trẻ đó. Hoặc là những người quá bụa mà 60 tuổi trở lên, họ ở trong hội thánh, họ là tín đồ nhưng bây giờ họ quá chồng, không ai nuôi họ nữa, hội thánh phải cưu mang những người đó. Vì trong Kinh Thánh chép như thế này, Dân Du Ký đại 18 có 21 chép: còn về con cháu Lê-vi này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế một phần mười của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Chu Ký đại 18 có 28 chép: thế thì trong những thuế một phần mười mà các ngươi lãnh nơi dân Israel thì cũng lấy ra một phần mười làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va, và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Phục truyền luật lệ ký đại 26 của 12 chép: khi ngươi đã thâu xong các thuế một phần mười về hoa lợi năm thứ ba là năm thuế một phần mười, thì phải cấp thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và cho người quá bụa, dùng làm lương thực trong thành ngươi và cho những người ấy ăn no nê. Trong dân Israel thì mỗi một thành đó, mỗi một chi phái có một cái thành. Chi phái Lê-vi riêng, Giu-đa riêng, Issachar riêng, Lê-vi riêng, như vậy đó. Nhưng mà ở hôm nay thì trong lẽ thật thì hội thánh của Chúa ở nơi nào? Có hội thánh địa phương.
Trong hội thánh địa phương có bao nhiêu người thì số tiền 1 phần 10 đó sử dụng theo đúng luật pháp của Chúa. Thầy tế lễ người Lê Vi. Người Lê Vi hiện nay được gọi là những người mà biệt cả cuộc đời mình ra để làm công việc, như ví dụ như vợ tôi là không làm việc gì cả ngoài chuyên lo dạy các em thiếu nhi về luật pháp Đức Chúa Trời thì gọi là người Lê Vi. Còn người nữa ở trong hội thánh phải cứu mang đó là các chấp sự. Họ không có nhận toàn bộ lương nhưng họ một phần nào đó, bởi vì họ sẽ phải lo giúp đỡ cho các đầy tớ Chúa, như vậy quản lý công việc của hội thánh, thăm viếng dân sự, rồi lo các cái phần tổ chức, rồi đầu năm, cuối năm, giữa năm các cái lễ, hoặc là trong các cái ngày thánh nhật khi nhóm lại, họ phải lo tiếp đón, họ phải lo giúp đỡ cho chức vụ của thầy tế lễ. Thì họ, theo luật của Chúa là không ai khước miệng con bò đang đạp lúa, và người làm công việc thì sẽ được hưởng tiền công mình, thì các chấp sự cũng sẽ được hưởng, ví dụ như người hướng dẫn hát thờ phượng, họ phải bỏ thời gian của mình ra để lo bài hát, thâu các bản nhạc và lo các chương trình, làm sao bảo đảm chương trình thực phượng của thánh. Thì các chấp sự phải lo làm sao để phục vụ dân sự của Chúa, ghi lại sổ sách, kiểm toán để giúp cho chức vụ của thầy tế lễ. Tất cả mọi đó thì đều được sử dụng số tiền 1 phần 10 đó để chi cho họ. Ngoài ra nếu như trong hội thánh của Chúa có kẻ mồ côi như tôi đã nói thì hội thánh sẽ lo. Nó là thoa là tín đồ chứ phải nộp mồ côi trong xã hội. Mồ côi là người tín đồ trong hội thánh, vì cha mẹ mất rồi, nó còn nhỏ chưa đi làm được đó, hội thánh sẽ nuôi nó. Hoặc là những người quá bụa từ 60 theo luật pháp là 65 tuổi trở lên thật là quá thì hội thánh mới nuôi. Nhưng nếu có con cái thì con cái phải nuôi họ, nhưng nếu họ không có ai cả thì hội thánh sẽ phải lo. Ví dụ như hội thánh Caleb Hải Phòng thì có một số bà quá đó thì hội thánh chăm sóc hàng tháng, đều trợ cấp gạo và tiền xe để đón họ đến nhóm và đưa họ về và phụ cấp cho họ nữa. Đó là công việc của thánh. Ngày nay đền thờ của Đức Trời trong lòng của người Thiên Chúa, nhưng mà nhà của Đức Trời được gọi là hội thánh của Đấng Christ. Cho sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 chép: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Như vậy thì hội thánh của Chúa ngày nay là không phải là cái nhà thờ, mà là hội của những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ là những người được gọi là thánh đồ thờ phượng Đức Chúa Trời, được gọi là hội thánh. Như vậy thì ngày nay có nhiều người nhầm cái cơ sở đó thành hội thánh. Nó chỉ cái nhà thờ đó là hội thánh, cái đó không đúng. Cơ sở thờ tự khác, hội thánh khác. Hội thánh là thuộc về những người thờ tin Chúa và thờ Đức Chúa Trời. Dù hội thánh có thể nhóm nhà người này, nhà người kia thì hội thánh vẫn là hội thánh, chứ không phải là cái nhà đó là hội thánh. Ngày nay thì không có gọi thầy tế lễ như ngày xưa, nhưng mà gọi là các mục sư, các sứ đồ, các đấng tiên tri, các thầy giáo, người giảng tin lành. Nhưng mà bằng giờ vậy trong cái thật thì chúng ta được gọi là dạy thầy tế lễ nhà vua. Bởi cái đó nên trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 chép ấy: Nhưng anh em là dòng giống được là chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Như vậy thì khi chúng ta theo Chúa Giê-xu thì chúng ta bước trong một cao hơn, đó là theo lẽ thật. Chúng ta vẫn làm công việc của thầy tế lễ, nhưng mà cao hơn. Là bởi vì trong dân Israel khi xưa, dân Giáo Ước Cũ đó, họ không đánh trận với ma quỷ. Họ được biệt riêng ra nên họ không phải lo đối ngoại. Họ chỉ có một phần là lo ở trong đền thờ. Thì ai là người thuộc về dân Giu-đa, dân Israel thì họ đến thôi. Họ không đi ra truyền giáo. Họ chỉ trong đền thờ. Họ biết rằng tất cả những người nào đến đền thờ đều là người Giu-đa, đều là người Israel rồi. Nhưng ngày hôm nay chức vụ của Đấng Tới Chúa cao hơn. Phải lo cầu nguyện giải cứu, lo cầu nguyện chữa lành, lo truyền giáo, lo làm chứng đạo, lo dạy đạo, cao hơn là các dân thầy tế lễ trong Giu Đa ngày xưa. Có những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ hợp việc Chúa chọn thời gian, thì những người đó sẽ không làm bất cứ một nghề nào cả, ngoài chuyên tâm vào việc nghiên cứu Kinh Thánh để giảng luật pháp Đức Chúa Trời cho dân sự. Như vậy thì họ sống hoàn toàn vào sự dâng hiến của hội thánh. Họ không làm bất cứ điều gì cả, họ trông cờ hoàn toàn vào. Cũng giống như Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian này, khi Ngài giảng tin lành như vậy đó, thì Đức Chúa Trời khiến những người đàn bà ở trong dân Israel, thậm chí những vợ của các quan, là những người đàn bà tin Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, họ dâng hiến tiền bạc cho chức vụ của Chúa. Thế các môn đồ của Chúa đi theo Chúa ngày một đông, nhưng mà những người đó không bao giờ thiếu điều gì cả. Bởi vì có rất nhiều người đàn bà đã dâng tiền của cho Chúa. Họ đi theo, họ nghe, họ đầu tư tiền của họ có để dâng cho chương trình của Chúa. Và đó là cái mẫu mực ngày hôm nay cũng vậy. Hội Thánh ở Việt Nam thì
ngoài những hội thánh lớn to như nhà thờ họ có cái nền tảng từ lâu đời, thì các mục sư có lương rõ ràng. Nhưng mà bởi vì họ không dựa luật pháp cho nên sự của Chúa đầy đủ, nên các hội thánh ở các vùng hẻo lánh như các tỉnh nhỏ đấy, mục sư đói lắm, thiếu. Mức độ họ phải vào chúng tôi đi xin, không dám vào các nhà thờ to xin đâu, mà xin chúng tôi. Vì tôi phải cho họ giáo lý căn bản thôi. Nếu anh không dạy luật pháp cho họ, chính anh sẽ khiến sự nghèo khổ của sự đổ xả đến trên dân sự của Chúa đó. Tại sao anh sợ họ? Anh phải giảng lời Đức Trời cho họ để họ nhận biết là họ là công dân, họ phải đóng góp, họ phải nộp thuế cho chính phủ nước thiên đàng. Họ phải nộp thuế thì Đức Trời mới ban phước cho họ được. Nếu không giảng cho họ thì anh trước hết anh đói, mà dân sự tiếp tục đói nữa, bởi vì họ ăn trộm của Đức Trời. Khi tôi về Việt Nam, có nhiều người đã phải đến tôi nhờ tôi để đi giảng 1/10 cho họ, bởi vì họ không dám giảng cho dân sự. Mễ giảng ra như vậy thì dân sự họ không tin, họ bỏ đi nơi khác, họ nhóm, họ tiết tiền vì họ không hiểu luật. Bởi vì các mục sư đó họ dùng từ trí khôn để giảng, không tin vào quyền năng Đức Thánh Linh, bởi đó nên họ không dám giảng, phải mời tôi để họ nói là bởi vì mục sư không ở địa phương chúng tôi nên mục sư giảng ngay thẳng, mục sư không tin vị ai cả nên người ta nói các vụ tư không phải mục sư vì tôi. Thế mà nếu anh sợ loài người rồi, anh phải giảng theo đúng lời Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời có quyền năng và Thánh Linh sẽ khiến cho người ta hiểu lời Đức Chúa Trời. Nên dùng trí khôn, thì khi dùng trí khôn thì anh giảng theo cái đối phó. Anh cố gắng dùng cái lời lẽ nào đó cho dễ chấp nhận thì không đúng luật pháp nữa. Và khi không đúng luật pháp thì dân sự không làm theo. Và không làm theo như vậy thì ma quỷ nó tiếp tục lừa người ta. Người ta không nộp thuế thì họ phạm tội ăn trộm của Chúa và ma quỷ hợp pháp cướp đi phước hạnh của họ. Chứ ở trên đất Việt Nam này, hội thánh của Chúa phần lớn là thiếu hụt, bởi vì họ không giảng luật thuế 1/10. Và với cái đó thì khi dân sự không được giảng thì chẳng vì cơ đó mà họ đổ lỗi, tại vì người mục sư không giảng nữa tôi không làm theo. Tại vì tất cả mọi người ta đều có kinh thánh, mà kinh thánh là dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho mục sư. Vì tất cả mọi người đều có kinh thánh phải đọc, và nếu đã có chép thì không được thay đổi. Và với đó chúng ta phải giảng kỹ cho người ta hiểu được luật này. Trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 18 chép: vì kinh thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 14 chép: cũng vậy Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bằng tin lành. Ga-ti đoạn 6 câu 6 đến câu 9 chép: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho thì phải lấy hết trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ bệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Ngày nay chúng ta dâng 1/10 vào nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là người tin Chúa phải dâng 1/10 về mọi hoa lợi mà mình có được. Khi tôi trở về Việt Nam thì tôi đi truyền giáo nhiều nơi, tôi giảng rất kỹ về vấn đề này, nhưng bởi vì không phải độ hội thánh cho tôi phụ trách. Thì tôi giảng xong thì nhân sự của Chúa làm theo. Nhưng khi mà Chúa cho chúng tôi gây dựng một cái bầy nhỏ tại gia đình riêng chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng giảng về 1/10. Mà khi đó thì đã một trong những người đầu tiên là có chị Thu Nga, bà Út, dì Út, chị Thủy, chị Liên, vợ tôi bắt đầu tập tành dâng 1/10. Lúc đầu khi mình mới nhóm lại đó thì các chị còn đi bán cá, một số người phải đi chợ, đặc biệt ngày Chủ nhật là ngày quan trọng nhất của họ để thu lợi. Thì Chúa cho tôi giảng thứ bảy và Chủ nhật, hai ngày liên tục như vậy đó. Ai đi được thứ bảy thì đi thứ bảy, ai không đi được thứ bảy thì đi Chủ nhật. Được 3 tháng cho nên bây giờ con không giảng ngày thứ bảy nữa, chỉ có một ngày thôi, Chủ nhật thôi. Bởi vì trong 3 cái tháng đó để giúp cho người ta hiểu luật của Đức Chúa Trời. Họ hiểu rồi, bây giờ không giảng thứ bảy nữa, giảng Chủ nhật. Thì bây giờ mọi người hiểu rõ được ngày thánh nhật của Chúa là phải đi. Và bây giờ anh em bắt đầu, những người các chị bắt đầu không đi là không đi bán hàng ngày Chủ nhật nữa, mà đi thờ phượng ngày Chủ nhật. Và bắt đầu từ đó họ mới hiểu rằng ngày xưa mình làm ngày Chủ nhật mình không được nhiều. Và bây giờ mình nghỉ ngày Chủ nhật thì Chúa đã ban phước cho ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Và bắt đầu dạy họ cách cầu nguyện làm sao để Chúa cung cấp hàng cho họ và bán nó nhanh được. Thấy ví dụ là mà Út mình làm chứng. Xưa kia là ngày Chủ nhật là ngày phải đi bán cá, ngày hôm đó mới là ngày đông khách. Nhưng sau này khi hiểu luật rồi, Dứt khoát không đi bán ngày Chủ nhật nữa và cầu nguyện với Chúa. Chúa làm ơn cho ngày thứ sáu, ngày thứ bảy mà đi mua cá là phải đi thật sớm, nửa đêm phải đi 1-2 giờ sáng đi đến đó rồi, mà Chúa lại dành cho cá cho mình.
Chúa giữ cá cho mình, Chúa khiến cho mình mua được cái mối cá tốt, cá ngon, cá đẹp, cái giá tốt đó. Thì sáng sau mình bán 9 giờ hết cá rồi. Trong cái đó thì bạn hàng của mình bên cạnh cũng còn cá đầy ra, chưa bán hết mà mình bán hết rồi. Họ mới kinh nghiệm được khi làm theo luật pháp Đức Trời và ngày thánh nhật của Chúa, ngày Sa-bát, thánh đó là ngày điển riêng của Chúa đó, thì không lo gì cả. Thì Chúa lại ban phước đến ngày thứ sáu, từ ngày thứ sáu trong luật pháp tới ngày thứ bảy. Thì người thánh chết là ngày năm Sa-bát đã phải để cho đất nghỉ, thì Chúa sẽ ban phước cho cái năm thứ sáu đó được bội phần, bội thụ. Và khi họ hiểu được như vậy đó, họ bắt đầu làm theo luật pháp của Chúa và bắt đầu dâng một phần mười. Những năm đầu tiên, trong 3 năm đầu tiên tôi không nhận xu nào của hội thánh hết đấy. Bởi vì tôi đi truyền giáo nước ngoài thì Chúa cho tôi được anh em ở nước ngoài dâng hiến cho, thì không phải dâng phần mười, nhưng mà bởi vì mình đi truyền giáo thì họ cũng dâng là hiến cho, thì mình bởi đức tin Chúa nuôi mình. Và sau đến kỳ thì Chúa nói bây giờ con phải nhận một phần mười để hội thánh được phước, và tôi mới dạy hội thánh, để hội thánh bắt đầu tôi chấp nhận phụ cấp thôi. Hồi đó gọi phụ cấp thì chưa gọi là lương, và cứ gia tăng dần. Lúc đầu thì được 800 cho đến 1 triệu, rồi đến 1,5 triệu, rồi gia tăng dần lên. Bởi vì sao? Khi đơn sự của Chúa cứ làm đúng theo luật phần mười của Đức Trời thì Chúa gia tăng dần lên, nhích dần, cái gia tăng lên, tăng dần, và không có người nào nghèo đi mà chỉ có tốt lên thôi. Họ mới kinh nghiệm được. Hoặc ví dụ như chính tôi, theo luật pháp Đức Trời thì nếu đã là thầy tế lễ thì không dâng một phần mười nữa, mà chỉ có người Lê-vi dâng một phần mười phần mình đã nhận lại của hội thánh dâng cho thầy tế lễ mà thôi. Nhưng mà vì tôi lấy đức tin, tôi cứ dâng theo đúng như dân sự, tất cả mọi điều chúng tôi có chúng tôi đều dâng một phần mười cho hội thánh. Và bởi cái đó, cái số tiền mà tôi dâng phần mười nó bao giờ cũng phụ trội hơn, bởi vì là tiền nước ngoài nó cao lên. Ví dụ nếu tôi có $5,000 thì dâng $500 thì nó ở đó là khoảng 5-6 triệu rồi, thì cứ gia tăng dần lên. Thì đến một kỳ nữa là con mình phải làm theo luật pháp của Chúa, con tìm ra nếu như trong thánh thầy tế lễ phải nộp một phần mười thì con phải nộp. Nếu không có điều đó mà con nộp thì con không được phước về phần này. Con dâng thì con không được phước, bởi vì không có luật đó. Khi ta làm điều gì mà không có luật, không bao giờ được ban phước hết, bởi vì không có đức tin. Nhưng mà làm thế nào để cho dân sự của Chúa có thể hiểu được điều này, đặc biệt là những người chấp sự, những người truyền giáo, những người Lê-vi phải hiểu luật đó. Và tôi tìm tất cả mọi luật ở trong Kinh Thánh liên quan đến phần 10, các chức vụ, tôi in ra cho anh em. Anh em coi đi, anh kiểm tra đi, bởi vì anh em phải hiểu rõ được chức vụ của thầy tế lễ. Anh em kiểm tra, nếu anh em phát hiện ở một chỗ nào chép rằng thầy tế lễ phải dâng 1/10 thì cho tôi biết. Khi anh em đồng ý rằng một số nơi đúng, Kinh Thánh không yêu cầu mà không có chỗ nào chép rằng thầy tế lễ phải dâng 1/10 cả, là bởi vì không có dâng ngược lại. Dân Israel dâng vào đền thờ cho người Lê-vi, người Lê-vi lấy 1/10 tốt bất của mình dâng cho thầy tế lễ. Kinh Thánh chép tất cả một điều đó dâng cho Aaron, không có điều nào Aaron ngược lại hết á, vì không gieo lại, vì gieo lên cho Đức Chúa Trời, và người đại diện cao nhất trong hội thánh là thầy tế lễ. Sau khi anh em đồng ý rồi, cảm Chúa, từ đó tôi không dâng nữa. Vậy thì trong hội thánh có người Lê-vi, làm mỗi mình vợ tôi là người Lê-vi, tức người chọn thời gian, hoàn toàn chọn thời gian mình để lo giảng luật pháp cho dân sự sau tôi. Vậy thì khi vợ tôi nhận được phần 10 hội thánh dâng cho, chứ ngay phần 10 ngay tại chỗ dâng lại cho tôi, chứ không phải là vợ mà không dâng đâu. Theo luật là phải dâng, bởi vì người Lê-vi sau khi nhận được phần 10 từ dân Israel thì chính một phần 10 của tốt nhất mình nhận được mà dâng cho thầy tế lễ Aaron. Thế thì vợ tôi làm đúng theo điều đó, và cảm ơn Chúa, kể từ khi chúng tôi làm như vậy đó, kinh tế của thánh gia tăng. Và bữa đó chúng tôi thấy kinh nghiệm là khi mình làm theo đúng luật pháp của Đức Trời, ngay lập tức được ban phước và được bảo vệ. Còn nhiều hội thánh họ không hiểu điều đó, thì họ yêu cầu dân sự phải dâng 2/10, họ yêu cầu các mục sư, các người truyền giáo là phải là mẫu mực dâng 2/10. Và Chúa nói họ bóc lột dân ta, họ bóc lột các đầy tớ ta, ta không ban phước cho sự đó, mà những kẻ bóc lột đó sẽ bị đổ sạc và cứ nghèo đi, và những người dân 2/10 họ cay đắng vì không có luật bảo chứng. Nhưng mà chúng tôi kinh nghiệm một điều là luật pháp của Trời rất nghiêm minh, thiên sứ của Chúa nhìn vào để ban phước, ma quỷ nhìn vào để rủa sạc. Nếu chúng ta cung cấp cho ma quỷ tội lỗi, nó sẽ rủa sạc ngay lập tức, mà nếu cung cấp cho Đức Chúa Trời sự vâng lời thì ngay lập tức phước hạnh ban đến cho mình. Bởi đó là chúng ta khi ta Chúa cứ căn cứ vào lời Đức Chúa Trời, nếu có chết đúng như vậy chúng ta làm theo. Phần thứ ba là dâng 1/10 như thế nào. Thứ nhất, dâng trong sự hiểu biết và vui mừng. Nếu chúng ta không hiểu biết thì rất là nguy hiểm. Cho nên khi chúng tôi nhóm mà có những người lạ ở nơi khác họ đến đấy, họ thấy hội thánh dâng họ cũng ngại ngùng, họ cũng phải dâng chứ. Thì chúng tôi nói với ban chấp sự hoặc những người mà dẫn họ đến đấy, thì nói họ đừng có dâng vào phong bì 1/10,
hay để họ dâng lạc hiến. Bởi vì họ sẽ được ban phước, bởi vì họ không phải dâng một phần mười cho chúng tôi, bởi vì họ không thuộc về chúng tôi. Nhưng họ có quyền ban phước cho hội thánh bằng cách họ dâng lạc hiến. Lạc hiến thì không thuộc về phần mười. Lạc hiến tức là tôi lạc ý với sự vui mừng của tôi, tôi muốn dâng hiến cho hội thánh một phần tiền này. Hội thánh muốn dùng chương trình gì tùy hội thánh. Bởi vì tôi đến đây, tôi được nghe lời Chúa, tôi tiếp đón, tôi vui mừng, tôi dâng hiến. Nhưng bởi vì tôi không phải thuộc về hội thánh của Chúa tại nơi này, nên tôi không phải dâng một phần mười. Những người đó phải nộp một phần mười về hội thánh địa phương của người đó. Đó. Nên tôi phải nói với người đó. Hoặc nếu như người đó là dân ngoại, chưa tin Chúa bao giờ cả, họ đến họ nghe thôi, họ muốn dâng, thì hỏi họ là nếu quý vị cảm thấy được cảm động dâng thì cứ dâng, còn nếu không cảm động dâng, không phải dâng không sao cả. Đừng thấy người ta dâng mà mình phải dâng, sợ người ta nói mình không dâng. Thế là phải hiểu biết. Để chúng tôi không lợi dụng, mà tôi phải cho họ biết là cái dâng là làm gì, để như thế nào. Thì người tin Chúa phải hiểu biết luật pháp và mặc lệnh Đức Trời về trách nhiệm phải nộp thuế một phần mười. Khi người ta nộp thuế phần mười không phải là cho ai đâu, cho chính mình. Tất cả các cơ ngơi này không phải của thánh mua, chúng tôi mua. Là sao tôi có tiền của thánh dâng? Đó là lương của chúng tôi. Bất cứ ở nơi nào tôi giảng đâu á, họ dâng cho, dù bất kể ở nước nào, hay tại Việt Nam, hay bất cứ người nào. Thì khi chúng tôi đã nhận được, thì chúng tôi nhận biết chúng tôi là người quản gia của Chúa mà thôi, là để tới Chúa. Tôi phải làm lợi cho nhà Chúa. Vậy thì để có điều kiện cho dân sự của Chúa, học được luật pháp của Chúa, không phải chỉ đến mang người mình đến, mang sách đến nhà dân sự của Chúa giảng đâu. Mình phải mời họ đến nhà mình, tiện lợi cho họ. Thì anh em phải có bàn ngồi, bàn để học, có ghế để ngồi. Vậy thì chúng tôi cứ thế làm thôi, và chúng tôi làm theo luật pháp của trời đi. Thì Chúa ban phước cho tất cả. Những cái này đều là hội thánh dâng theo luật thuế 1 phần 10 chúng tôi nhận được. Hoặc lên này hoặc lên kia đến, chúng tôi trích sống của tôi ra để mua. Và khi tôi làm như vậy, Chúa đã ban phước bội phần lên. Nên ban đầu chỉ có 6 cái ghế thôi, 3 cái bàn thôi, rồi gia tăng lên, rồi cứ thế tăng dần lên. Bởi vì khi mình làm theo luật pháp của trời trong sự vui mừng đó, thì Chúa ban phước lại rất là lạ lùng. Mà tôi yêu cầu hội thánh không dâng 2 phần 10, vì đó là bất hợp pháp. Mỗi người hãy tập đúng 1 phần 10 của mình. Còn nếu như sau khi nộp thuế phần 10 trách nhiệm của mình về quần công dân rồi, thì nếu ai muốn lạc ý đấy, tức là dâng hiến thêm đó, thì số tiền đó để mua gì? Tất cả gì văn hóa phẩm, ví dụ như máy in, hoặc là những cái gì thuộc về hội thánh cần, như cái quạt ở hội thánh, hoặc cái ghế, hay là cái máy phát thanh, hay là bộ loa, ví dụ như vậy, thì đó là sử dụng tiền lạc hiến. Nên ta thấy có 2 phong bì, một phong bì xanh và phải đó, đó là một phong bì lạc hiến, một phi phần 10. Một phần 10 đó là khi ai đã bỏ dù nhầm hay là chính xác thì đã bỏ trong phong bì đó rồi, thì nó thuộc về một phần 10. Nó được ghi vào sổ một phần 10 đó, và thư ký của thủ quỹ phải biết rõ được toàn bộ số tiền đó. Sau khi đếm xong thì giao lại cho người chủ tọa giữ dùm cho hội thánh, chứ không phải của chủ tọa. Tôi là người có, tôi mua cái két sắt để giữ tiền cho hội thánh. Và tôi phải luôn cập nhật tất cả mọi thông tin, tin tức của kinh tế tài chính của hội thánh. Và thủ quỹ phải báo cáo cho tôi, và tôi báo cáo cho thủ quỹ nữa. Ví dụ đến đầu tháng, chúng tôi cần số tiền ngay trong tuần này. Tôi không thể vì cớ tôi là chủ tọa mà tôi lấy được, tôi báo thủ quỹ ơi, chúng tôi cần số tiền ngay tiêu ngày hôm nay, vậy xin cho chúng tôi lĩnh lương. Thì khi tôi báo cáo nó, vâng, thầy cứ lấy. Vậy thì tôi được phép qua lời, tôi được quyền, tôi lấy. Và tôi lấy theo đúng cái tiêu chuẩn mà tôi được, và phải có rõ ràng, có sổ sách rõ ràng đầy đủ. Và được minh bạch như vậy. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa là khi hội thánh của Chúa được minh bạch về kinh tế tài chính, thì dân sự ở dưới luôn luôn được phước về kinh tế. Bất cứ điều gì thuộc về nhà Đức Chúa Trời thì không ai được phép lạm dụng một xu nào. Phải minh bạch về cái đề kinh tế tài chính, báo cáo. Đối với các em thiếu nhi cũng vậy, các em dâng bao nhiêu là các em dâng thì vợ tôi biết các em. Ai dâng phong bì nào vợ tôi biết về số em ít thì tôi ghi lại hết tất cả và biết ai dâng bao nhiêu, ghi lại cả một thời gian dài như vậy đó và báo cáo hội thánh. Mới hiểu rõ được cái luật thế của phần 10, vì tôi biết rõ Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả mọi sự trong tấm lòng mình, từ trong tư tưởng mình, và Ngài ban phước cho mọi cái điều của mình. Ví dụ khi chúng ta ở tại nhà chuẩn bị tiền để dâng hiến, thì số tiền đó mình, nếu như mình làm đúng theo luật phần 10 của Chúa đấy, mình vui mừng để chuẩn bị số tiền đó, thì số tiền đã được nhận rồi, Chúa nhận cho mình rồi, và khi mình bỏ vào thùng chỉ là thủ tục cuối cùng thôi. Thì nếu một người nào đó mà tính toán với Chúa thì ngay khi họ dâng, số tiền đã bị mất rồi, mặc dù họ đã phải bỏ vào nhưng họ bị mất, bởi vì họ ăn cắp của Chúa, không dâng không đúng.
Và chúng tôi kinh nghiệm được sự chặt chẽ của Đức Chúa Trời và sự nghiêm khắc của Chúa, nghiêm khắc với loài người và nghiêm khắc với chính Ngài để thi hành cái luật mà Chúa ban cho loài người. Người tin Chúa hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời có trách nhiệm phải nộp thuế 1/10 vào nhà Đức Chúa Trời, và nhờ sự hiểu biết luật pháp đó mà giúp người tin Chúa biết chắc mình đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải bởi số tiền hay vật dâng nhiều hay ít, mà sự tin cậy và vâng lời. Trong khi chúng ta dâng, chúng ta tin biết là Đức Chúa Trời đã biết điều chúng ta dâng. Một số nơi người ta khi dâng đó là phải báo cho người ta biết được cái phong bì lộc của mình. Ví dụ như ở nước ngoài thì chính phủ cho phép các hội thánh được báo cáo cái số tiền mà mình thu được, bởi vì họ tránh rửa tiền. Nên tất cả mọi khoản tiền hội thánh có được ấy, phải có báo cáo chính phủ anh lấy từ đâu, bằng chứng ở đâu. Và bởi cơ đó lên ấy, mỗi người dân ở trong hội thánh đó mà dâng hiến 1/10 đó phải ghi tấm check, và tấm check đều có tên. Để đến cuối năm đó, sau 12 tháng đó, thủ quỹ của hội thánh sẽ đánh một cái bản báo cáo gửi lại cho người đó biết rằng trong năm nay quý ông quý bà tên như thế này đó, số tài khoản bằng này đó, đã dâng cho hội thánh bằng này tiền, có giấy chứng nhận của hội thánh. Người đó dùng cái tờ báo cáo đó để khai thuế với chính phủ, số tiền đó được trừ vào tiền lợi tức của người đó. Ví dụ như người đó là lợi tức của người đó là 32.000 trong một năm, và theo luật chính phủ nếu anh như 30.000 trở lên anh phải nộp như vậy là 3%. Nhưng mà bởi vì anh đã nộp cho hội thánh của Chúa tới 3.000 một năm rồi, vậy thì anh không còn là 32.000 nữa, chỉ còn 29.000 thôi. Vậy thì dưới 30.000 anh chỉ có nộp về 2,5% mà thôi. Như vậy thì họ đã có thể tiết kiệm được hơn 1.000 đô la. Thì chính phủ trả lại hơn 1.000 đô la cho họ. Và bởi cơ đó nên họ không phạm lỗi, là bởi vì luật của chính phủ nên họ không phạm lỗi. Nhưng có nhiều người đức tin cao hơn, họ không ghi vào chấm chéc, họ nộp tiền mặt, họ không cho hội thánh biết họ dâng bao nhiêu tiền. Vì số tiền đó khi dâng hội thánh thì hội thánh ghi lại báo cáo chính phủ là đây là số tiền lạc hiến của dân sự. Số tiền lạc hiến ngày này có bao nhiêu tiền lạc hiến, lạc hiến, lạc hiến. Như vậy cập nhật lại chính xác như vậy đó, chính phủ không bao giờ đánh thuế. Như vậy là anh hợp pháp. Nhưng nếu số tiền lạc hiến quá lớn thì người ta sẽ tìm mọi cách nó truy ra xem có phải rửa tiền hay không. Thì khi tôi theo Chúa như vậy đó, tôi không dâng bằng chéc nữa, tôi hoàn toàn dâng bằng tiền mặt. Vì tôi không muốn người khác biết số tiền tôi dâng. Thì Chúa nói dâng trong nơi kín nhiệm và cha ngươi sẽ ban phước cho ngươi. Sự tin cậy là khi chúng ta nộp thuế 1/10 vào nhà Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được điều trời hứa trong sách Malachi đoạn 3 từ câu 10 đến 12 cho phép: các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-va vạn quân phán xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho của các ngươi trong đồng ruộng cũng không rụng trái trước khi mùa đến. Đức Giê-va phán vậy, mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi là sẽ là đất vui thích. Đức Giê-va vạn quân phán vậy. Ngày hôm nay chúng ta thấy tại sao đất nước Việt Nam và nhiều đất nước trên quốc gia này bị lũ lụt thiên tai phá hại kinh khủng như vậy. Tại vì họ viếng luật này. Sau khi họ thu hoạch mùa màng do Chúa ban cho họ, thời tiết tốt, họ có nhiều thóc lúa, thì họ lại không dâng lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Họ thờ ma quỷ, họ thờ lại các thần tượng hư không, họ làm điều ác. Và bởi cơ đó lên ấy, hàng năm họ bị thiên tai sâu dày cắn phá họ, vì kinh thánh chép bất cứ một dân nào trên trái đất này mà không biết tạ ơn Chúa thì họ ăn cắp của Chúa, và Chúa cho báo tố đổ đội cướp hết của họ. Cho thấy rất nhiều người Chúa ban cho họ nhưng họ không cảm tạ Chúa. Họ thu hoạch xong họ cúng thần đất, thổ địa, thành hoàng. Đấy. Ngày cuối năm thì họ không tạ ơn Đức Trời, họ cứ lung táo thổ công thổ địa. Và bởi cơ đó lên họ bị thiên tai, hạn hán, dịch lệ lây lan khiến cho họ bị tai họa đi. Đặc biệt tôi thấy ở quốc gia bên Canada hoặc bên Mỹ là những cái vùng đất mà họ có lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Ở bên Mỹ có một số tiểu bang bị, có một số tiểu bang thì rất giàu có bởi vì họ không bị ô nhiễm môi trường giống như là ở các nơi khác. Đặc biệt Canada là đất nước giàu có nhất. Bởi vì quốc thiều của Canada luôn luôn tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong bài quốc ca có lời ca rõ ràng Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng tôi. Họ công nhận điều đó. Quốc kỳ của Canada cũng mang cái lá do Chúa dựng nền, đó là lá Maple để tạo ra đường.
Và bởi câu đó nên đất đai của Canada rất thì nhiều. 6 tháng mùa đông tuyết xuống phủ như vậy đó, không bị mưa lũ thì đất không bị bạc màu. Bởi vì mưa tuyết khắp mọi nơi nó mang chất phù sa đến, chất liệu đến, nó phủ trên đất, nó dừng tại đó, nó thấm dần lên đất mà không bị trôi đi. Mà họ chỉ làm có 6 tháng thôi, mà người nông dân ở Canada không phải nộp thuế. Bởi vì họ được ưu tiên, bởi vì đó Canada là nơi cung cấp, gọi là lương thực, thực phẩm là giàu có, thịnh vượng. Bởi vì họ biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Hàng năm họ đều có lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Và đặc biệt tất cả người nông dân bên đó đều đi nhà thờ. Họ được dâng lễ phần mười rất là tốt. Bởi họ được ban phước cho. Chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ tin cậy. Tin biết là chúng ta vâng lời. Vâng lời là chúng ta thực hành đức tin của mình vào lời Chúa và chúng ta tình nguyện tự giác làm theo đúng lời Chúa dạy cho Kinh Thánh, tự mình kiểm soát mình. Trung tín trong sự dâng hiến các phần mười mình đã nhờ ơn Chúa ban cho mà làm được những tài vật đó và nộp vào phần mười vào trong hội thánh nhà Đức Chúa Trời. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 25 chép, Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thuân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn bữa chiên lực. Ở đây ý là khi chúng ta bởi mang lệnh của Chúa mà chúng ta biết luật của Chúa nghiêm khắc thì chúng ta vâng lời đó mà làm theo, thì không phải vì cơ đó mà Chúa vui. Nhưng Chúa vui là bởi vì cái thái độ mình nhận biết Chúa là công bình. Cái điều mình vui đó chứ không phải vấn đề mình dâng. Mình dâng là trách nhiệm mình dâng. Nhưng mà cái thái độ của mình vui mừng, mình biết rằng mình được những điều này đó là đến từ Đức Chúa Trời. Nên khi người ta thu hoạch mùa màng ấy, người ta múa hát, ta dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, nó cảm ơn Chúa và Ngài đã ban cho con điều này. Vậy thì Chúa không vui vì cớ là dâng nhiều hay ít, mà cái chính là sự vâng lời. Khi chúng ta vui mừng tin rằng đây là Chúa đứng thành tín, Ngài đã ban điều tốt lành cho loài người, vậy thì Chúa vui về cái điều đó. Còn khi chúng ta vâng lời để làm đó là cho chúng ta chứ không phải cho Đức Chúa Trời. Vậy khi chúng ta vâng lời như vậy là ma quỷ không thể rủa xả chúng ta được. Vậy thì sự vâng lời đó là bảo vệ chúng ta chứ không phải là để cho Đức Chúa Trời được cái gì. Nhưng bởi vì chúng ta tin Đức Chúa Trời thì sự đó mới là làm Chúa vui. Có nhiều người tưởng rằng mình dâng nhiều đó thì mình được vui. Chúng ta dâng nhiều hay ít ấy không căn cứ vào số mà căn cứ vào tỷ lệ. Nếu một người dâng 10 triệu so với một người dâng 100 ngàn thì số 10 triệu so với 100 ngàn là lớn. Nhưng nếu hai người nào đều dâng đúng 1/10 thì hai người này bằng nhau. Phước Chúa đến trên hai người vẫn bằng nhau. Là vì theo đúng luật của Chúa. Nhưng nếu một người dâng 10 triệu đó mà thực tế ra họ chỉ cần 5 triệu là đủ rồi, nhưng họ dâng phụ trội, thì người đó đã dâng nhiều hơn 2 lần. Thì bây giờ mới gọi là nhiều. Chứ còn nếu dâng đúng 1/10 thì không nhiều. Trên trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giê-xu đứng trên trong nhà thờ nhìn thấy một bà góa đó, bỏ mấy xu vào trong cái nơi dâng hiến thôi. Thì Chúa, mọi người hãy coi này, người đàn bà góa đó dâng nhiều nhất. Bởi vì người đã dâng tất cả điều gì mình có ngày hôm nay. Còn người khác cái dâng của mình thừa. Mình dư thừa mình dâng thôi. Trông có vẻ nhiều nhưng mà họ thừa. Không phải đúng tới 1/10. Như vậy để cho người ta biết, đưa trẻ biết rõ cho ta có dâng đúng hay không đúng. Có nhiều người không hiểu đó. Lên khi họ dâng tôi thấy cũng buồn cười lắm. Tôi thấy có nhiều người họ chưa hiểu luật của Chúa lên. Khi dâng ấy họ không dâng tờ ít đâu. Họ dâng tờ lẻ. Để phong bì nó to. Tờ lẻ. Nó đổi ra nhiều, trông nó to lắm, trông nó nặng. Nhưng có những người thì rất là cẩn thận, đổi lấy tiền mới, tờ chẵn, dâng vào nhà Chúa. Và khi dâng không ai biết mình dâng bao nhiêu cả. Vì là dâng cho Đức Chúa Trời và dâng cho người ta. Nếu chúng ta dâng để cho người ta biết mình dâng nhiều đó, thế là mình mất phần thưởng trên trời. Là bởi mình đã dâng cho người ta biết để mình muốn người ta khen mình, thì đó là phần thưởng rồi. Vậy nếu mình muốn phần thưởng từ trên trời thì đừng cho ai biết mình dâng bao nhiêu cả. Bởi vì Chúa biết rõ mình dâng đủ hay không đủ. Đó. Cái thái độ chúng ta là cái điều quan trọng nhất khi chúng ta dâng. Bởi đó khi chúng tôi dạy nhân sự của Chúa là nếu chúng ta có điều kiện thì đừng để đến đền thờ rồi mới nhớ hôm nay phải dâng 1/10 mà phải chuẩn bị ngay từ ở nhà. Đặc biệt là chúng tôi năm 99 giảng ở bên mỗi tuần thì học bắt đầu học làm theo 1/10 thì có anh đó, anh làm xe ôm, anh có hai túi bên phải bên trái, túi trên túi áo này cái tiền lẻ anh để anh trả cho người ta. Thì cứ một người mà khi mà người ta trả tiền xe ôm cho anh xong rồi anh bỏ 1/10 sang bên phải, còn phần bên trái là cái tiền của anh bên này. Thế về đến nhà thì cái phần bên phải đó anh bỏ riêng, cái hộp riêng để đến ngày thờ phượng Chúa, cho ban phước cho. Mà anh nói là chưa bao giờ anh có thể lái xe một tuần mà có thể lấy được 300 ngàn cả. Mà từ khi dương 1/10, có tuần trên 500 ngàn, có tuần 300 ngàn. Mà anh thấy lạ lùng, Chúa làm ơn cho anh. Mà làm sao mấy người cùng đứng trong một chỗ đó, người ta đến cái chọc mình mà hỏi, mà bảo mình chở đi thôi. Mà anh không lấy đắt, mà ta đồng ý hết, không có ai phàn nàn gì cả. Bảo bằng cái tiền là họ chở bằng cái tiền.
mà lạ lùng, mà chuyến nào cũng xa mà không có ai mà quỵt của anh ta cả, mà đến nơi rồi có khách trở về nữa, bởi vì anh đã làm đúng luật pháp đó, anh làm chứng rất là đơn giản. Mà xe ôm một tuần được 100.000 là cũng mừng rồi, mà có thấy 300.000 tức có tuần tới 500.000 anh không thể tưởng tượng nổi, vì khi anh cứ làm một bên phải được của Chúa, bên trái được của tôi, để báo cho vợ biết cái này là của mình, có cái này của Chúa. Và đến ngày Chúa Nhật anh xếp bài và bắt đầu anh đổi tiền mới. Và tôi dạy là đổi tiền mới, đừng nộp tiền dơ giấy, nếu có thì cần đổi đi, đừng để tiền rách nữa. Và chúng ta cảm tạ Chúa là người ta làm chứng và từ đó họ kinh nghiệm được cái sự vui của mình vì điều Chúa ban cho mình là của lễ tốt nhất trên đất trời. Còn cái phần mình dâng đó không phải là của lễ cho Chúa, vì cho chính mình. Bởi vì mình dâng điều đó, mình sẽ được ánh sáng để ngồi thờ vượng Chúa, có quạt, có máy lạnh để mình hưởng thưởng thức, có ghế để ngồi. Ấy từ đâu ra? Cũng từ tiền dâng hiến. Ai là người sẽ cầu nguyện cho mình? Ai là người đã tổ chức để mà giảng lời Đức Trời cho mình, cầu thay cho mình? Do số tiền mình dâng ra. Như vậy là mình dâng ra phải cho Chúa đâu? Dâng vào nhà Chúa, nhưng mà chính mình hưởng số tiền đó. Và khi chúng ta hiểu đó, chúng ta có trách nhiệm và chúc phước cho số tiền đó, đặt tay chúc phước số tiền đó nữa. Và Chúa ban ơn cho. Và chúng tôi cảm ơn Chúa là dạy các con trẻ làm điều đó nữa. Khi chúng tôi đi công tác, hoặc là ngày Tết, người ta mừng tuổi cho con cái chúng tôi đó, hoặc là ngày bà là mục sư, cái này là cho Văn Châu, thì số tiền đó chúng tôi phải nhớ về giao lại cho vợ tôi. Đây em đây, số tiền này của con trai mình đây, người ta cho đây. Vì miệng người ta nói ra là cái này để dâng cho cái này biếu cháu. Có thể họ cho tôi nhưng mà không dám nói cho mục sư, nói cho cháu. Nhưng vì miệng người ta nói là cho cháu, tức là cho Văn Châu, thì nó là của Văn Châu. Vậy thì Văn Châu phải có trách nhiệm lấy 1/10 trong đó ra. Và vợ tôi về nói cái này của con này, để con lấy 1/10 ra đi. Và Văn Châu vui lắm, có 1/10 rồi. Thế là có phong bì để bỏ vào trong thùng lạc hiện, thùng dâng hiến. Như vậy là từ nhỏ nó có một cái ý thức tốt là đã đến nhà thờ không đi tay không, phải có 1/10 để dâng hoặc có lạc hiến để dâng. Và cái đó đi, khi chúng ta vui mừng về cái điều đó, chúng ta làm chọn luật pháp, thì sự làm chọn luật pháp sẽ bảo vệ kinh tế tài chính của mình. Nhưng sự vui mừng về thái độ mình dâng nghiêm túc như vậy đó, thì Chúa ban phước cho mọi công việc mình làm. Sự vui mừng là gì? Là vui mừng khi chúng ta nhận biết rằng những 1/10 mà chúng ta dâng vào nhà Chúa sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Đức Chúa Trời đã hứa cho. Và chúng ta biết mình đã có công sức góp nhà xây dựng nhà Đức Chúa Trời. Ở đây là khi chúng ta dâng ấy, thì đừng nghĩ rằng ồ tôi dâng chứ, bởi vì tôi dâng là Chúa lại ban phước cho tôi. Như vậy chúng ta dâng để có động cơ được phước lại là không đúng, mặc dù đấy là lời hứa Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi dâng là bởi vì đây là trách nhiệm của tôi. Tôi vui mừng vì tôi là công dân thiên quốc. Tôi vui mừng vì tôi được quyền dâng những 1/10 cho Đức Chúa Trời. Tôi tự hào mình là công dân thiên quốc. Ở nước ngoài có nhiều người tự hào là công dân Mỹ. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, khủng bố xảy ra, họ không dám nói mình là dân Mỹ nữa. Đi du lịch nước ngoài đâu dám nói là Mỹ đâu, sợ bị khủng bố. Có nhiều người là vui mừng vì cớ là mình là dân Canada. Bởi vì đi đâu không bị khủng bố, không ai bắt bớ người Canada cả. Nhưng mà chúng ta thì sao? Chúng ta vui mừng vì mình là công dân thiên quốc. Vậy tôi tự hào khi tôi đến tôi nộp thuế 1/10 như vậy, chứng tỏ rằng tôi công bố trước mặt thiên thần là tôi là công dân thiên quốc, tôi đang làm nghĩa vụ của công dân. Lòng tôi vui mừng thì đó là phần thưởng mình sẽ nhận được, bởi vì mình tự hào vì là công dân thiên quốc. Mà khi mình dâng 1/10 như vậy, tôi là gánh trách nhiệm công dân thiên quốc, như vậy là tôi sẽ được Chúa chọn để làm hầu việc Ngài, bởi vì mình là một công dân tốt. Cô điều tư thứ 2 đoạn 9 câu 6 đến câu 7 chép: hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn vì ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Dâng hiến vui mừng trong sự tin cậy và vâng lời rồi, còn trong sự kín đáo nữa. Khi chúng ta dâng 1/10 vào nhà Đức Chúa Trời, đừng để cho người ta thấy số tiền mình nhiều hay ít. Và cái đó nên chúng ta sử dụng cái phong bì dày có màu để nó che cái gì bên trong đi. Bởi vì xưa kia người ta không hiểu đó, có nhiều người túm này này, xong bỏ vào hộp đó. Thái độ đó là không được, là bởi vì nó nhổ nát. Thứ hai là sợ người ta biết mình ít. Có những người được gắng cầm to to hờ hờ, người ta biết mình dân mình nhiều. Tất cả đều không tốt. Bởi vì như vậy là sợ người khác giấu cái sai của mình, hoặc là khoe mình cho người khác. Tất cả đều không tốt. Bởi đó là phong bì là tốt nhất. Bởi vì Chúa chúng ta biết rõ thì chúng ta dâng bao nhiêu. Vậy chúng ta dâng vào nhà Chúa để Chúa biết, chứ đừng để ai biết cả.
Matthew đoạn 6 câu 3 câu 4 chép: Sau khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. À, bởi cái đó chúng tôi cảm tạ Chúa là sau này có lúc tôi phải công khai để nói cho Thánh biết là chúng tôi dâng hiến phần 10 trọn vẹn, và tôi với dân sự của Chúa cũng phải noi gương thì tôi mới nói về điều đó. Nếu còn chúng tôi không bao giờ cho hội thánh biết chúng tôi dâng bao nhiêu, vì kinh thánh chép như vậy. Nhưng khi cần thiết phải cho hội thánh biết để hội thánh trách nhiệm của mình là phải như vậy, chứ không phải là khoe mình, để làm mẫu mực để giảng dạy mà thôi. Nếu tôi nói hội thánh là anh em hãy nhìn vào để tôi Chúa là người giảng luật pháp của Đức Trời cho chính mình. Mình biết rằng người này đã hưởng lương từ đâu. Chị Thu Nga là người biết rõ cuộc đời của chúng tôi. Khi mà đếm chúng tôi ở cái nhà trưởng đạo đó, chúng tôi rất là thiếu thốn nhiều lắm, rất đơn sơ. Nhưng mà cái gì mà có được để dùng cho hội thánh không? Cái rộng nhã nhất, cái gì tốt nhất chúng tôi để dùng cho hội thánh. Cái gì mua cái gì cũng để nghĩ hội thánh. Mà giống hội thánh trong nhà của mình. Ở bởi cái đó nên Chúa ban phước cho chúng tôi. Mà sau này khi anh em mới hiểu rõ ràng là một ngày kia, thì tôi nói là có một người anh em của tôi là lương của anh em đó là tới 1 triệu. Mà chúng tôi được 1,5 triệu. Và tôi thấy phải nói cho anh ta biết là em lương cao hơn anh đấy. Bởi vì em ở nhà má của em không lấy tiền nhà của em. Như vậy 1 triệu đó là em được dùng 100% cho chính em rồi. Nhưng còn tôi thì 1 triệu đó vừa đúng với tiền nhà. Như vậy thì ngoài cái tiền nhà đó chúng tôi ăn bằng cái gì? Chúng tôi bởi đức tin Chúa nuông tôi bằng cái này cái khác. Bây giờ Thánh mình nhận biết là từ trước tới giờ mình không hiểu điều đó. Tại vì trước đó có nhiều người hiểu sai, là bắt đầu tính định cấp cho mục sư. Như vậy hội thánh được bao nhiêu đó thì cho mục sư hưởng 35% thôi. Anh em lấy cái điều luật ở đâu ra mà bắt đầy tới Chúa ăn có 35%? Ăn thay sống là cái gì? Nếu hội thánh chỉ dâng có 1 triệu thì mục sư chỉ có ăn 350 ngàn thôi. Vậy thì chưa bằng ông Đạp Chích Lô. Vậy thì chức thầy tế lễ nhà vua ở đâu? Mà kinh thánh chép mà không được để cho người Lê Vi đói. Bây giờ anh em mới ngồi lại mới nhìn vào kinh thánh. Nếu có từng lúc một dạy cho dân sự của Chúa, khi hiểu luật pháp, có đức tin rồi, họ mới hiểu được cái trách nhiệm. Mà khi anh em làm cái trách nhiệm của mình, dâng ở thầy tế lễ rồi, thì Chúa là hãy dâng phần 10 vào nhà của Chúa. Và cái người Lê Vi và cái người thầy tế lễ mà no đê đấy, thì ta sẽ ban phước cho các người. Và khi dân sự của Chúa bắt đầu dâng hiến, cung cấp cho để tới Chúa đầy đủ, tôi chưa nói dư dật, đầy đủ thôi, lập tức Chúa khiến cho dân sự của Chúa được giàu có rồi. Vì đó luật của Đức Chúa Trời. Và tôi kinh nghiệm được từng bước một đi theo luật pháp Đức Chúa Trời thì rõ điều này. Bởi vì lúc đầu mà một số anh em mới theo Chúa đấy, thì nếu mình giảng ngay luật phần 10 cho họ, họ có thể vấp, họ chưa hiểu luật pháp, lên phải nương họ. Cũng giống như dạy con nít vậy đó. Nếu mà la to quá thì nó khóc, nó không hiểu tại sao lại la nó như vậy. Lên những cái động tác đó đối với người lớn là sai, nhưng đối với con nít thì không thể hiểu luật pháp được vì nó chưa biết. Nên phải dạy dần trước khi nó hiểu rồi. Nó hiểu rồi mà nó cố ý làm sai thì em mới có trách nó đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một điều là khi chúng ta hiểu biết luật pháp của trời và dâng hiến đó, thì bây giờ chuỗi bàn phước cho. Nếu như một nơi nào đó mà không hiểu luật pháp của Chúa đó, thì họ dâng không đầy đủ. Mà khi không đầy đủ như vậy đó thì kinh tế tài chính của thánh sa sút và không hiểu biết tại đâu cả. Mà lỗi của ai? Lỗi của cả người giảng luật pháp và cả của dân sự nữa, vì không ai để ý luật pháp Đức Trời. Dâng một phần mười ở đâu? Khi chúng ta sinh hoạt ở hội thánh nào thì chúng ta phải dâng một phần mười tại nơi đó. Ở đây chúng ta thấy ở trong dân Israel khi chưa chia ra 12 chi phái, thì mỗi một chi phái có một cái thành, trong mỗi thành đó có một nơi thờ phượng. Thế thì dân ở thành nào sẽ đến tại cái đền thờ nơi đó để dâng của tế lễ tại nơi đó. Và hàng năm cứ một năm có 3 lần họ lên đền thờ Jerusalem thì họ sẽ mang của lễ lên trên đền thờ Jerusalem. Thế thì chúng ta ngày hôm nay thì đền thờ của Đức Trời ở lòng mỗi người, nhưng hội thánh của Chúa là nhà của Chúa, tức là hội thánh của Chúa. Thì khi dân sự của Chúa nhóm một hội thánh nào đó thì dâng vào phần 10 tại nơi đó. Bởi vì có nhiều người đó họ không hiểu điều đó, nên khi họ nhóm một hội thánh ở tại đây này, thấy hội thánh đông rồi, họ lấy tiền về họ quê họ dâng cho hội thánh ở quê họ, và điều đó là sai. Lần kia tôi hỏi một cái anh đó tín đồ của Thánh Tin Lành Sài Gòn, anh hỏi là em là tín đồ, anh ấy mang hàng đến nhà tôi, anh làm công việc dịch vụ. Thế tôi hỏi thì em tín đồ bên đó thì em dâng hiến phần 10 đầy đủ không? Em hiến phần 10 đầy đủ, em dâng ở đâu? Em dâng về quê em, bởi vì hội thánh ở đây nhiều người rồi, thì em quê em nghèo lắm, em dâng về đó đâu. Thế bà là em ơi, em ăn cắp của Chúa rồi. Kinh thánh chép em sinh hoạt ở đâu? Em uống nước ở giếng nào? Em phải bảo vệ cái giếng đó. Em có thể uống giếng nước này mà em lại trả thuế nơi kia được. Em có thể sống tại Việt Nam mà nộp thuế cho Canada. Em có thể sống ở Canada nộp thuế cho Việt Nam được.
Em sinh hoạt hội thánh ở hội thánh nào? Em hưởng sự cầu nguyện của hội thánh nào? Em thuộc hội viên của hội thánh nào? Tức là em là chi thể của thân thể đó, thì em phải dâng hiến phần 10 cho cái gốc của nó. Ai là thầy tế lễ đã giảng luật pháp cho em? Em dâng phần 10 cho thầy tế lễ. Em dâng phần 10 cho theo đúng luật Đức Trời vào nơi em gọi người đó là thầy tế lễ của em. Bởi vì có nhiều người không hiểu điều đó. Nên ngày xưa chính tôi khi mà không hiểu luật pháp của Chúa đó, thì tôi sinh hoạt hội thánh người Việt Ly Hương ở Hồng Kông. Cặp bà mục sư tốt lâu này gặp tôi và cậu Long, cậu có dâng hiến phần 10 đầy đủ không? Tôi gãi đầu gãi tai, dạ con có được tiền thì con gửi về giúp bố mẹ con được không? Tôi đã hỏi dâng một phần 10, chưa tôi nói cậu dùng tiền để giúp ai cả. Tiền giúp là quyền của cậu, giúp ai quyền của cậu. Nhưng cậu phải dâng một phần 10 cái số lương của cậu cho nhà Chúa chứ. Tôi biết tôi sai, im luôn. Vì không hiểu, hầu hết là như vậy đó. Cho đến khi tôi được tái sanh tôi mới hiểu luật đó. Và kể từ khi tôi biết Chúa rồi, bây giờ tôi bắt đầu làm theo luật pháp của Đức Chúa, càng ngày càng cao hơn, tinh vi hơn, tôi mới hiểu rõ luật pháp chính xác. Và tôi yêu cầu dân sự của Chúa làm thật chính xác. Chúng tôi không bao giờ nhìn phong bì người ta dâng nhiều ít, vì đó là quyền của Chúa. Chúng tôi không trông cậy vào các phong bì đó, trông cậy Đức Chúa Trời. Cái chính là mình dạy dân sự của Chúa hiểu luật. Khi họ hiểu luật, chính họ sẽ kinh nghiệm được luật bảo vệ họ, luật ban phước lại cho họ về lời hứa trong luật pháp. Bởi vì đó đi, khi chúng ta dâng phần 10 đó là dâng đúng hội thánh. Mình nhận lương thực tại nào mình nộp thuế trên đó, mình ăn trái của cây nào mình bảo vệ cây đó. Và có đó nên có những người mà tin Chúa do chức vụ của tôi, họ ở xuống bên Mỹ, họ ở xuống Hà Lan, thì khi họ hỏi thưa mục sư, vậy chúng tôi ở đây thì chúng tôi dâng hiến ở đâu, thì tôi nói theo luật của Chúa thôi, anh tùy chọn. Anh đang sinh hoạt của thánh nào? Bởi vì em không sinh hoạt của thánh nào cả, bởi vì em có ân tứ và họ không cho phép em cầu nguyện tiếng mới. Em hoàn toàn là nhận bài từ nơi mục sư, học những bài của mục sư dạy. Thì tôi nói nếu như mình nhận biết ai là đầy tớ Chúa đem bánh và nước của Chúa đến cho mình, thì người đó là thầy tế lễ của mình. Nếu thầy tế lễ của mình thì mình dâng cho thầy tế lễ theo luật của Chúa. Nếu anh chị cảm thấy cần đến hội thánh thì đến hội thánh địa phương và dâng phần 10 tại nơi đó. Hãy cầu hỏi Đức Thánh Linh để làm, chứ đừng nói là tại vì tôi nói để dâng cho tôi. Và họ cầu nguyện. Và khi họ cầu nguyện như vậy đó, Chúa cho họ chiêm bao, khải tượng, họ quyết định họ dâng. Và lạ lùng khi họ dâng như vậy đó, họ đã từ trước là chưa bao giờ kinh nghiệm được sự ban phước của Đức Trời trên kinh tế tài chính và lương bổng. Và khi làm theo như vậy, Chúa chúc phước cho xe cộ, nhà cửa, sức khỏe, tất cả mọi sự liên quan tiền bạc, thấy rõ ràng. Và đó này, tôi trung kính là dạy dân sự của Chúa khắp mọi nơi. Tôi dạy cho ngoài Hải Hội Thánh Caleb Hải Phòng. Thì Hội Thánh Caleb Hải Phòng năm 99 khi tôi đến đó đó, mục sư chủ tọa có 300.000, trong khi hội thánh có tới 120 tín đồ, bởi vì không biết giảng luật pháp. Đến năm 2000 tôi giảng rất chính xác luật pháp cho dân sự của Chúa. Tới đến năm 2000 bắt đầu dâng phần nhích hơn. Đến năm 2001 thì có hơn triệu rồi. Đến bây giờ cảm ơn Chúa, số người không gia tăng bao nhiêu, chỉ có 120 người. Đi đông đầy đủ là 180 người. Thì bây giờ đó, mỗi một tháng có tới 11 triệu. Trong đó chủ tọa, người giảng luật pháp, người dạy nhân thiếu nhi, chấp sự, trưởng lão, tất cả đều có lương. Số người vẫn như vậy, nhưng tại vì khi họ hiểu luật pháp và thuế và phần 10 rồi, họ dâng chính xác, họ dâng sự vui mừng. Họ dâng khi bà hát dâng phần 10 đó, Jehovah Jireh, họ công bố rằng Chúa là đấng Jireh cho tôi, Ngài đứng chu cấp mọi sự cho tôi. Họ dâng cho sự vui mừng như vậy đó, và họ chúc phước cho số tiền mà Chúa dâng cho, họ dâng hiến vào đó. Và Chúa ban phước cho tất cả mọi người. Ai cũng có cái việc làm và Chúa ban cho họ giàu có thịnh vượng. Và mục sư bắt đầu có lương đầy đủ sống. Chứ đó không đủ để trả tiền điện nữa. Để vì họ ăn cắp của Chúa, vì thiếu hiểu biết. Ngay hội thánh ở ngoài Vũng Tàu, họ chỉ có 6 người nhóm thôi. Trước đây chỉ khoảng 500-600. Nhưng sau khi họ làm theo đúng luật pháp, Chúa Trời làm theo luật thật, chúng tôi đã kể ơn Chúa giảng ra đó. Thì mỗi một tháng có tới 3 triệu dâng vào, chỉ có 6 người. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa là đấng thành tín, Ngài ban phước cho anh kẻ nào vâng lời. Và bây giờ người ta mới hiểu là Chúa nói là hãy thử ta. Hãy đem cuộc phần 10 vào nhà ta đi. Thử xem ta có đổ phước cho người đến nỗi không đủ chỗ chứa chăng? Nhưng mà chúng ta thấy là sự hiểu biết, sự vui mừng, dâng chính xác là cái nguyên tắc để chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa ban cho mình. Dâng một phần 10 như thế nào? Thứ nhất là vật dùng để dâng. Thì theo hoàn cảnh của thánh địa phương mà dâng hiến tài hoặc vật theo luật thuế 1/10 mà Đức Trời đã phán dạy, như dâng thóc, lúa, súc vật,
Tại vì ở trên vùng cao đó họ không có thể xuống dưới chợ để bán đồ của mình được. Họ mang đến nhà mục sư. Hỏi mục sư, hôm nay em bán được, hôm nay em thu hoạch được 10 dạ lúa, em dâng mục sư một dạ lúa. Mục sư cảm ơn Chúa nhận. Rồi mục sư kêu ai đó giúp mình, thì bán nó đi, để chuyển thành gạo hoặc chuyển thành tiền để mua đồ đó được kia. Có người đến vui mừng, mục sư ơi, cái cây bí nhà em này tới 20 quả này, mang 2 trái cho mục sư. Cảm ơn Chúa, đúng, chính xác. Họ chọn trái to nhất đến cho mục sư, rất chính xác. Ở trên vùng cao, họ dâng các con vật họ có, các cây trái họ có, họ không bán được, họ mang đến nhà mục sư. Họ hiểu rõ điều đó. Còn những nơi nào họ có điều kiện thì họ bán chuyển thành tiền và họ dâng cái phần 10 cho nhà của Chúa. Phẩm chất vật dùng để dâng vào nhà của Đức Trời đều phải đẹp lòng Chúa. Sách Lê Vi Ký đoạn 1 câu 3 chép: nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng bò con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được đẹp lòng Ngài nhận. Lê Vi Ký đoạn 1 câu 10 chép: nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ hoặc chiên hay dê thì phải dâng một con đực không tỳ vít. Ở đây như vậy chúng ta thấy là mặc dù là tính theo 1/10 nhưng mà cái chất lượng đó là phải đẹp nhất, tốt nhất. Từ nay ví dụ chúng ta dâng tiền bạc thì nếu chúng ta có 1 triệu và chúng ta dâng 1/10 là 100.000 thì phải dâng cái tờ đẹp nhất, tốt nhất. Thế nên phải chọn. Vì có nhiều người họ không để ý, cho đến lúc túng túng rồi họ dâng bị bận rộn ấy. Nên tôi thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy có tiền rất là dơ, rất là buồn. Thậm chí có thời gian chúng tôi hay vợ chồng tôi phải lấy ra, đếm lại xong rồi đổi tiền khác vào, để vào trong kho của nhà Chúa. Rồi lấy tiền lẻ đó ra để mang lên chợ tiêu. Vì cũng nhiều gó nhiều. Họ có thể họ không có quan trọng hóa về vấn đề đó, cho nên họ không để ý gì cả, tôi có bao nhiêu dâng bấy nhiêu. Thậm chí có phong bì có thế, chỉ có 500 đồng. Tôi không sao, mình không nói nhiều ít. Nhưng mà cái đồng tiền nó không sạch sẽ, nó dơ, nó nhỏ nát. Vì cầu nguyện xin Chúa thương xót, mình dùng lời Chúa mình dạy họ để họ dần dần tăng trưởng và lớn lên thì họ sẽ dâng hiến trong cái chất lượng tốt nhất. Con vật không tỳ vít tức là không có thẹo, không bị tật nguyền, thì điều đó nghĩa là cái chất lượng tốt nhất, hình đẹp đẹp nhất. Trong lời của Chúa còn một điều nữa rất là đặc biệt như thế này: khi một người đã dâng một thuế 1/10 cho nhà Chúa rồi, ví dụ là dâng một con chiên, nhưng sau đó anh về nghĩ rằng con chiên đó mình phải đổi lại con chiên đó, bởi vì con chiên đó mình dâng hình như là khi mình về nhà phát hiện là con chiên đó nó không đẹp bằng con này, con này to hơn. Vậy thì anh ta mang con chiên đó đến cho thầy tế lễ: thầy tế lễ ơi, hôm qua tôi dâng con chiên đó theo đúng 1/10, nhưng mà về ta phát hiện trong bầy tôi có con này đẹp hơn, tôi muốn đổi. Vậy thì thầy tế cho phép, bởi vì con này đẹp hơn con kia thì được phép đổi. Nhưng nếu như cái người này tham lam mà con chiên hôm trước là con to nhất mà hôm nay muốn con này đang đổi, thì cho nên cái con thứ hai mang đi đổi mất luôn, bị dâng vào nhà Chúa luôn, coi như bị tịch thu bởi vì sự gian lận. Bởi vì anh đã không nộp con đúng, bây giờ anh đang con đúng đến, anh mất luôn theo con kia luôn. Còn nếu như anh muốn đổi con kia, anh phải phụ trội hơn cái phần anh đã nộp, tức là 1/5 phụ vào con đó. Đó là luật của Chúa đấy. Ở cái đó nên khi chúng ta dâng hiến 1/10 mà có ai đó mà bỏ nhầm phong bì thì cũng phải chịu thôi. Thay vì bỏ 1/10 thì bỏ vào lạc hiến, thay vì bỏ vào lạc hiến thì bỏ sang 1/10 thì đã bỏ nhầm rồi, thì cái người bỏ nhầm sẽ chịu trách nhiệm. Nếu anh ta đã phải bỏ 1/10 anh lại bỏ sang lạc hiến thì anh ta ăn trộm của Chúa, anh ta vẫn nợ 1/10 đối với Chúa. Còn cái phần kia sang lạc hiến đó vì không phải ý của anh ta thì không được ban phước. Chúa rất tinh vi. Thì khi chúng ta dâng phải cầu nguyện cho cái điều mình dâng, cầu nguyện cho hạt giống mình dâng vào nhà Chúa. Con tạ ơn Chúa, đây là 1/10 Chúa ban cho con tạ ơn Chúa về đây là sự trung thành Chúa ban cho con, nên con đã nhận biết rồi, con vui mừng về điều Chúa ban cho con, dùng đúng 1/10, con chúc phước số tiền này được nhân để bội phần cho nước Chúa. Thì khi mình dâng như vậy, Chúa ban phước lại cho công việc của mình. Nhưng nếu tính toán với Chúa thì Chúa sẽ tính toán lại, bởi vì chúng ta nợ Chúa trước khi tin Chúa, tạ ơn trộm Chúa chúng ta đã tính toán đâu, ngài có truy lĩnh đâu, ngài không truy, ngài truy từ khi chúng ta sinh ra cho đến tận khi tin Chúa, ngài không truy, ngài chỉ tính từ khi chúng ta tin Chúa cho đến khi sau này mà thôi. Và bởi đó thì chúng ta phải cẩn thận về cái thái độ chúng ta và vật dùng để dâng, chất lượng dâng. Cũng là số tiền, nhưng mà số tiền đẹp. Đẹp. Và tốt nhất là đừng để cái phong bì, gặp có nhiều người không hiểu, cứ gặp phong bì lại, nó không có tốt. Nên được phong bì thẳng, vuốt thật đẹp ra để bỏ vào đó. Tiền dâng vào nhà của Đức Trời phải đến từ nguồn lương thiện, do sức người làm ra trong sự công bình, không phải đến từ những công việc trái với bằng lệnh và điều răn của Đức Trời. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu 18 chép: mặc dầu sự hứa nguyện ngươi là thế nào,
chớ đem vào nhà của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ hay là giá trả cho một con chó, vì cả hai điều đó làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ở đây ví dụ như người nào là tin Chúa, họ đi đánh số đề, họ trúng, số tiền đó nộp nhà Chúa đó bị ô uế, Chúa không nhận số tiền đó. Dù là mục sư có thể không phát hiện được, nhưng mà số tiền đó sẽ không được ban phước. Người đó có dâng không được ban phước, trái lại người ta vẫn bị rủa xả về kinh tế vì anh ta đã làm gian ác. Số tiền trúng số cũng không được tính vào nhà Chúa, để Chúa không cho người ta chơi số, bởi vì đó là người ta trông cậy vào sự đánh bạc rồi, tham lam rồi, không được phép. Hoặc là buôn lậu, hoặc là buôn gian bán lận, hoặc là gái mại dâm. Tất cả mọi cái nguồn nào đó mà không đến từ cái nguồn công bình theo luật pháp của trời, thì dù nó có dâng đấy bạc tỷ thì Chúa không ban phước cho, mà trái lại người đó bị rủa xả, là bởi vì người ta đã làm cái điều gian ác trên mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dâng nhiều tiền để xây dựng nhà Chúa, vì thực tế ra Chúa không cần nhà chúng ta xây cho Ngài. Cái chính là cái thân thể chúng ta là điện thờ Đức Chúa Trời, cái nhà này mới là quan trọng. Vậy chúng ta dâng là cho chúng ta chứ không phải cho Đức Chúa Trời. Nếu ta hiểu sai thì chúng ta dâng sai, mà dâng sai thì không được Chúa ban phước cho. Mà cái đó chúng ta phải cẩn thận về tất cả mọi điều đó, mình phải dạy nhân sự của Chúa. Nếu có nhiều người không hiểu, lạy Chúa xin Chúa cho con trúng số, thì con hồi thánh Chúa thì nghèo quá, chứ còn trúng số thì con sẽ xây nhà thờ vững Chúa. Cho nên cái tư tưởng đó là bị rủa xả rồi, chứ không nói được ban phước nữa, bởi vì có ý đồ tham lam. Và đó khi xưa vua David muốn xây đền thờ Chúa Đức Trời, cho nên David nói, ta muốn xây dựng cho Đức Giê-hô-va cái đền thờ, cho Thiên Chúa đến nói ngay này. Từ bao nhiêu năm nay khi Israel lưu lạc trong đồng vắng cho đến bây giờ, có nhà nào mà ta nghỉ trong nhà ngươi không? Chứ các ngươi nghỉ trong ta thì có. Ta sẽ xây cho nhà cho ngươi một cái nhà, Chúa xây cho David một ngôi nhà. Còn đền thờ của Chúa, Chúa bảo David sắm sẵn tất cả mọi tài vật đó, vẽ bản vẽ ra, nhưng để con của David là người chưa dính máu tội ác xây nhà cho Chúa. Còn David đã phạm tội rồi, không được phép xây nhà cho Chúa. Như vậy chúng ta thấy kinh thánh là rất chính xác. Vậy thì khi chúng ta dâng hiến đây, đừng lo hội thánh nghèo hay là hội thánh giàu, hãy lo làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì luật pháp có chép khi chúng ta dâng thiếu mà quỷ biết hết. Vì nó bám sát chúng ta, chỉ dình chúng ta dâng thiếu thôi. Cho nên phải cẩn thận. Tôi nhớ một lần tôi giảng ở bên quận 8, có cái nhóm của gọi là Eviso ngày xưa đấy, có nhà anh đó cũng là nhân sự trong cái thành đó. Anh ta xây nhà, ở sửa nhà, thì anh cầu nguyện một chút cho anh đâu 6 cây vàng. Và theo luật thì anh nói là anh hứa với Chúa là anh sẽ nộp lại cho Chúa 6 chỉ vàng. Thực tế ra là cái số tiền đó anh không phải nộp, nhưng bởi vì anh hứa, bởi vì hồi đó không ai hiểu luật mà tôi đã giảng, nên người ta thấy là nhận được tiền đó rồi thì họ hứa sẽ dâng lại 6 chỉ vàng. Thế thì khi tính ra như vậy đó, hứa rồi thì đang sửa như vậy đó, thì hai vợ chồng bàn nhau, thôi bây giờ mình thiếu đấy, bây giờ mình khất Chúa đi, mình khất Chúa đi, mình dùng hết số vàng rồi, bây giờ sau này mình có thì mình trả lại cho Chúa. Hai vợ chồng đồng ý. Đúng trong tuần đó, cái người thợ xây nó trộm mất, nó đi mất luôn, mất luôn, mất hết. Khóc lóc, ý đồ gian ác Chúa biết rồi, đã hứa rồi. Đó. Giống như vợ chồng của Anania Sapphira đấy, bán đám ruộng của mình đi, có quyền giữ lại một phần cho mình, có quyền làm điều đó chứ. Nhưng mà bán đi rồi xong hai người bàn nhau giấu đi, giấu phần này đi, giấu vào mượn. Khi đến nơi thì thánh linh của Chúa báo cho Phêrô biết. Phêrô hỏi là có phải là toàn bộ cái số đất mà người bán đó là số tiền này không? Là phải. Phêrô nói là phải, người nói dối là người đâu, người nói dối Đức Chúa Trời vậy. Nó dứt câu như vậy là chết luôn, tại vì ta nói dối. Thế có thực hiện nó không? Cái đây chỉ là một phần thôi, vì tôi đã bán ruộng, tôi giữ một phần tôi sử dụng thì không sao cả. Nhưng lại giấu. Khi họ bàn nhau như vậy, thánh linh biết và thánh linh báo cho Phêrô biết là người này nói dối. Như vậy thì trong tất cả mọi sự chúng ta dâng nó, Chúa không cần chúng ta dâng phụ trội. Trong thuế 1/10 là yêu cầu đúng thuế 1/10. Ví dụ chúng ta làm công của những người làm là công lương ăn tháng đó, thì rất là dễ. Khi người ta lấy được 10 triệu, đúng 1 triệu dâng 1/10 luôn, dễ dàng lắm. Nhưng còn những người đi buôn bán lẻ thì sao? Họ cứ tính ngày hôm đó tôi làm là bằng này, tôi để 1/10 ra. Cứ đến tuần nó cộng lại trong 7 ngày đó tôi dâng 1/10 là chính xác nhất. Thế nên phước của Chúa ban cho tùy theo người ta hiểu. Nếu người ta hiểu được, người ta cẩn thận trong từng ly từng tí một thì họ được phước. Có những người nào cứ ước lượng tuần này mình làm ước lượng bằng này ra bằng này thôi. Nếu mà dâng phụ trội thì không sao, dâng thiếu đi thì ma quỷ nó kiện và mất phước.
Và bữa đó thì Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận về vấn đề tiền bạc. Vì nếu chúng ta ham muốn tiền bạc như vậy là ma quỷ sẽ đổ lũy trong người ta và người ta sẽ bị sủa sả về kinh tế tài chính. Sách Dân Sự Ký đoạn 18 câu 26 chép: Ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp cho các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thuế 1/10 làm của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Mà dâng lên Đức Giê-hô-va đây tức là dâng cho thầy tế lễ đại diện cho Đức Giê-hô-va, thầy Aaron. Dân Sự Ký đoạn 18 28 chép: Thế thì trong những thuế 1/10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel thì cũng phải lấy ra 1/10 làm lễ vật dâng lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho Aaron thầy tế lễ. Đây là người Lê-vi. Đó có luật của nó. Bởi cái đó nên khi mà tôi nhận là tôi không bao giờ chi lương cho vợ tôi trước khi thủ quỹ đã báo. Thủ quỹ nói thầy trích lương cho cô. Vậy thì tôi về đây lương của em đây. Bấy giờ tôi mới nói không bao giờ tôi lấy quyền chủ tọa để chi lương trước. Tôi làm đúng trong ngày hôm đó. Còn nếu tôi kiếp quá cần gấp thì tôi phải phone báo rồi tôi mới được lấy. À, còn nếu như mà hội thánh cần mua một điều gì đó để trang bị thiết bị cho hội thánh, không phải dùng thầy tế lễ, tiền thầy tế lễ mà dùng tiền lạc hiến, thì tôi có quyền trực tiếp sử dụng rồi tôi báo cho thủ quỹ. Như đã là tiền của thầy tế lễ thì phải thông báo tôi mới lĩnh. Mặc dù tôi là chủ tọa nhưng tôi vẫn thuận phục theo luật pháp, bởi vì mỗi người được giao trách nhiệm, mà người đó có giao trách nhiệm thì mình phải tạo điều kiện người đó hoàn thành trách nhiệm. Nên tôi phải báo, chúng ta báo đây là tiền của thầy, vậy thì tôi sẽ nhận từ đời đó và tôi không bao giờ bị ma quỷ kiện cáo về vấn đề tiền bạc. Và khi mà tôi nhận được thì ngay lập tức bọn tôi đưa phong bì, hai tay đưa tôi thì tiền phần mười của em được ngành. Trước mặt Đức Chúa Trời, ma quỷ nhìn thấy rõ điều này. Đây là một luật. Mặc dù tôi là chồng nhưng mà tôi là thầy tế lễ, tôi là cấp trên và bọn tôi biết rõ luật đó. Khi nhận được và tôi đưa trực tiếp, đây là tiền phần mười của em. Dâng chính xác như vậy. Và bởi câu đó lên, bất cứ điều gì tôi xin vào lĩnh kinh tế tài chính cho chúng tôi hay cho hội thánh nào hay cho bất cứ ai, Chúa đều ban cho. Là vì mình làm theo luật của Đức Chúa Trời. Phục truyền luật Lời Ký đoạn 14 câu 22 chép: Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế 1/10 về hoa lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sanh sản. Giống mình gieo. Như vậy đến bất cứ điều gì. Thế này có nhiều người nói nhưng mà tôi không có làm nhà nông, tôi không gieo giống. Như vậy tôi đâu có làm cho cái điều gì đâu, con cái tôi nước ngoài nó gửi tiền cho tôi nhưng tôi đâu có phần 10 đâu. Vậy thì tính thuế như thế nào? Kinh Thánh chép: Nếu chẳng phải Đức Trời ban cho thì không ai nhận lại điều gì. Người đó có thuộc về Chúa không? Nếu là người, nó là thuộc về Chúa. Và muôn vật đều thuộc về Chúa cả. Vậy thì nếu Chúa không cảm động người đó có gửi tiền cho người không? Vậy thì bất cứ điều gì mình nhận được, nó thuộc về hoa lợi cho mình, thì mình phải dâng 1/10. Và trong thuế 1/10 có nói rõ hoa lợi của mình. Hoa lợi tức là sử dụng số tiền đó để nuôi mình. Có những vật mà mình không phải dâng 1/10, nó là như thế nào? Nói ví dụ. Chị cần một cái xe chỉ cần nó khoảng 100 triệu. Và bây giờ chị có một người bạn ở nước ngoài, phát hiện chị cần cái xe, thì nói là chị Phương ơi, tớ giúp bạn, bạn cần một cái xe để hầu việc Chúa, tớ giúp bạn cái xe đó. Người đó gửi về cho chị 100 triệu. Mình người đó là tôi muốn gửi cho bạn cái xe nhưng thuế ở Việt Nam cao quá, tôi gửi tiền cho bạn, bạn mua dùm cho tôi cái xe, coi như quà tặng của tôi cho bạn đi. Vậy thì khi chị nhận được 100 triệu đó, chị không phải nộp một xu nào cho hội thánh cả. Chị lấy số tiền đó để mua chiếc xe đó. Nhưng nếu khi chị mua chiếc xe đó rồi mà còn giữ lại tới 50 triệu mà sử dụng trước 50 triệu đó thành hoa lợi của chị rồi thì chị phải nộp 1/10 trong 50 triệu đó. Nhưng nếu chị dùng tất cả 100 triệu đó mua chiếc xe rồi, nó là của chị. Nhưng nếu một mai chị bán nó đi để tiêu dùng thì toàn bộ số tiền đó trở thành hoa lợi của chị. Thì bây giờ chị phải nộp 1/10 trong hoa lợi đó. Kinh Thánh chép cái gì thuộc về hoa lợi thì nó là phải nộp thuế 1/10 cho Đức Chúa Trời. Có người thì làm nghề thương mại về buôn bán nhà đất. Họ mua được căn nhà này, ví dụ họ bỏ ra 3 tỷ. Đến năm sau, nó bán được tới 4 tỷ. Thì khi người này bán cái nhà đó, người ta phải nộp đúng 1/10 của 4 tỷ này. Nhưng nếu có nói là không, tôi bán cái nhà này 4 tỷ, tôi để mua cái nhà khác 3 tỷ rưỡi, thì tôi dư lại 500 triệu để đầu tư tiếp, thì người đó phải nộp 1/10 trong 500 triệu này. Vì trong 500 triệu này, thế là hoa lợi của người đó. Nhưng nếu mà nó bán toàn bộ cái nhà đi để lấy tiền để tiêu cho mình không, thì toàn bộ số tiền đó là hoa lợi của người đó, người đó phải nộp. Còn nếu như người đó bán ngôi nhà đi để chuyển sang ngôi nhà khác để đầu tư tiếp, thì nó cái vốn đó tiếp tục được quay vòng, thì người đó bán cái phần dư thừa thành hoa lợi cho mình.
Và Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nhớ lại cái số vốn này. Cho đến một ngày nào mà đó giải nghệ, bán toàn bộ cái vốn mình đi. Thì bây giờ toàn bộ cái vốn này nó là bao nhiêu không thành vấn đề. Nó là hoa lợi của người đó rồi. Thì nó phải nộp 1/10 trong đó cho Đức Chúa Trời.